nếu bạn không sẵn lòng hãy nói với tôi có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy chúa hùng mạnh của tôi tôi nói nhớ bạn ngay cả khi tôi nghe nói Wei Shen sẽ trở về Trung Không phải là bạn chỉ mơ về anh ấy. Này, bạn có thể uống thuốc ngẫu nhiên. Đừng nói vớ vẩn, nó phụ thuộc vào tiềm năng của bạn. Nhau. Bạn không phải là người xin chữ ký của Wei Shen vào lúc nửa đêm. Tha cho em sự thân mật vào buổi sáng sớm. Tại sao vị hôn phu mà tôi chưa từng gặp mặt ở đâu? Anh ấy là chồng sắp cưới của bạn, người mà bạn chưa từng gặp mặt trực tiếp cắm sừng bạn. Nhìn Fuji. Tôi đã ở cùng Sen Sinergon một năm trước. Cái tên rất quen thuộc của Sen Sinergon. Đó chỉ là để thêm phần kịch tính. Tên trà xanh chết tiệt đã biến kịch bản của tôi thành một mớ hỗn độn. Nếu bạn dám kết hôn với Fuin, tôi sẽ chia tay với bạn. Tôi sẽ không cưới anh ấy. Ông nội phu của bạn đối xử đó là lòng nhân ái cứu mạng có thể chặn được một viên đạn. Mong ước cuối cùng lớn nhất dành cho hai gia đình chúng ta. Tất cả chỉ vì tôi không thể để anh chết yên bình. Dù có bị cướp thì bạn cũng sẽ bị cướp. Dù không có tai họa thì cũng phải có tai họa. Tôi sẽ không cướp. Tôi đã nghe nói về nó. Phó dĩ trạch thích thanh thành tiểu bạch hoa nhất. Một loại đáng thương, anh ta. Này, đừng nói thế. Nhìn bạn khá phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh ấy. Đừng nói vớ vẩn, thật xui xẻo. Này, tối nay Pfizer ở đâu? Quán ba Zeseng. Tôi nghe nói có một nhân vật lớn trong giới của họ vừa trở thành lập một bữa tiệc uống rượu. Tại sao bạn hỏi điều này? Hợp đồng hôn nhân được ông nội ký. Nhưng đề nghị hủy bỏ. Thật dễ dàng để tiêu diệt chủ nhân. Làm sao có thể? Cuộc hôn nhân giữa hai gia đình là tâm nguyện cuối cùng của ông nội phu. Vì phó nhất trạch thích những bông hoa nhỏ màu trắng tinh khiết. Vậy thì tôi sẽ làm ngược lại. Địt anh ta đêm nay buộc anh ta phải hủy bỏ hôn ngôi dao lớn của tôi. Bạn có thể thoải mái. Đừng chơi nó. Đừng lo lắng, tôi không vô cớ gọi bạn là Daji đâu. Tôi vẫn không thể kiểm soát được bạn. 5 năm năm. Sáu chọi một. Và tôi có phải chịu trách nhiệm không? Có uống rượu. Anh chàng này vẫn uống rượu. Phó tổng thống có một cuộc gọi hội nghị bất ngờ. Phó chủ tịch vừa trở về nhà. Tất nhiên là tôi có việc phải bận. Tôi đang trên đường. Phó chủ tịch đang ngồi đây. Ngồi. Chú thứ hai. Bậc thầy. Chú thứ hai của Izen, Rusen, thực sự đã trở lại. Tôi đã nghe điều đó ba năm trước. Phu bị sáu nhóm lớn tẩy chay, gần như phá sản. Tôi không ngờ rằng sẽ không mất nhiều thời gian sau khi anh chỉ dựa vào, vào sức mình mà tạo sóng. Ôi, đây là một người mạnh mẽ phải không? Ông già giờ đã ra đi. Bắt đầu hôm nay. Đừng làm phiền nữa. Công việc của công ty cần được giải quyết hợp lý. Một. Ơ, ờ, chú, cháu tôi sẽ ra ngoài trước. Này người mới, có chuyện gì thế? Này anh Ize, tôi có làm phiền bạn không? Nam diễn viên chính của bộ phim đó vẫn chưa được như đó là một vở kịch. Tôi nghe họ nói hòn đảo này rất cổ kính. Và anh ấy khắc nghiệt với các diễn viên. Anh Ize, tôi thực sự sợ hãi. Tôi đây, đừng sợ, đừng lo lắng. Anh MIG. Có chuyện gì với bạn vậy? Tại sao bạn không nói? Vương Tiểu Nhi phản bội ngươi. Mugazo Fu luôn giữ thái độ khiêm tốn, không còn nhiều ảnh của Fuji. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ấy là người đẹp trai nhất trong đám đông. Đẹp trai nhất đám đông. Ủng hộ. Tôi đã sắp xếp nó cho Phó Sắc chủ Đẹp. Địch. đã đến sớm như vậy. Này, tôi nghe nói phó chủ tịch của chúng tôi chưa bao giờ là một người lăng nhăng hãy tiếp tục chắc chắn đó là anh ấy thêm sức mạnh trong tim tôi anh yêu em chàng trai tôi yêu bạn chàng trai bạn đến với tôi và là người yêu của tôi do phó chủ tịch sắp xếp phó chủ tịch có hài lòng không Hài lòng hay không hài lòng? Bạn sẽ không biết cho đến khi bạn thử nó. Tim phó chủ tịch đập nhanh quá. Làm gì? Tại sao giọng nói này nghe quen quen? Tôi muốn làm gì? Phó chủ tịch vẫn chưa biết à? Bạn có muốn giữ tôi đêm nay không? Được rồi. Nếu tôi giữ bạn, bạn có thể mang gì cho tôi? Nó phụ thuộc vào phạm vi mà phó tổng thống muốn. Có vẻ như tôi cần phải tăng cường nỗ lực của mình. Đây là món quà chào mừng của tôi dành cho phó chủ tịch. vậy nên món quà cho cuộc gặp mặt của em là hãy lao mình vào vòng tay anh vậy thì phó chủ tịch chắc chắn sẽ sẵn lòng ôm anh ấy phải không 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 thể bị cảm rỗ không có phản ứng cô dâu này đã hủy đăng ký của mình làm sao sợ hãi tôi sợ điều gì tôi vừa. Tôi muốn giúp phó chủ tịch thu dọn quần áo. Bạn chắc chắn. Nhà ông Phú đã khai trương, thẻ phòng đã được gửi lên tầng trên cùng. Vậy thì đi thôi anh Phu, vậy thì bạn bận trước, chúng tôi đã đi rồi, chúng tôi đã đi rồi. Tại sao nó lại lớn như vậy? Nỗi đau. Nếu bạn không buông tôi sẽ cắn bạn. Nếu bạn không nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, bạn sẽ bị liên lụy nằm xuống. Vị trí này không thoải mái. Tại sao bạn không thay đổi nó? Lắng nghe bạn. sau này đừng nóng vội như vậy đi tắm trước đi tôi đang đợi bạn Thật là một kẻ cặn bã khi thuê phòng với ai đó một cách tình cờ như vậy. May mà tôi không nghe lời ông nội, hôn nhân sắp đặt thực sự không đáng tin cậy. Danh tiếng của tôi gần như bị hủy hoại. Cô Giang đã về tới nhà. Một số dự án hợp tác lồng tiếng do studio đã gửi tới email của bạn. Mặc dù bạn đã rời trại được 2 năm, nhưng cái tên Wei Chen vẫn rất vang dội trong giới. Biết. Này ông Phú. Mặc dù cô Giang chưa bao giờ nhìn thấy bạn, nhưng bạn không nhận ra giọng nói của mình sao? Bạn đã nói xong chưa? Thôi phó chủ tịch đi ngủ sớm nhé. Tôi đi đầu tiên. Công tác chuẩn bị cho phim mới của Vu Dương và Cố Đạo diễn đã bắt đầu. Tôi đã giúp bạn được thử vai nữ chính thứ ba. Còn hai ngày này thì sao? Vui lòng đọc kỹ kịch bản. Còn ngày mốt thì sao? Tôi sẽ đưa bạn đến đó. Bữa tiệc tối dành cho các nhà đầu tư rùa <laughs> gòng. sao của Gu đào, chị Lý, anh yêu em. Xin chào. Trận chiến này diễn ra như thế nào? Fuji khó chịu vì sự trêu chọc của bạn à? anh đã hủy bỏ hôn ước vì em gái vô tội của mình đừng đề cập đến nó nếu tôi không chạy nhanh tôi gần như đã tham gia vào rất thú vị hai người đang làm gì vào buổi tối vậy tại sao phe giờ trông như thế nào đẹp trai hay không cao hay không hình dáng của bạn trông như thế nào nói nhanh nói nhanh bạn có đồng cảm không trái tim tôi bị đánh mạnh quần áo đang xào sạc nếu bạn không gọi tôi là cặn bã của dụng dưa nhưng trời sắp tối. Phu Dinh E này có dáng người đẹp. Có vẻ tốt quá. Chìa khóa là... Bệ đỡ. Chuyện gì đã xảy ra lần nữa? Sở Y tế đã gửi tin nhắn cho tôi. Tôi, tôi, tôi sẽ không nói dạ, với bạn nữa. Đừng nói nữa. Ngủ ngon mơ đẹp nhé. Lần sau nói chuyện nhé. Tôi đã không chờ đợi lời chúc ngủ ngon của bạn trong ba ngày. Không. À. Phòng tắm đang chờ tin của tôi. Ha ha. Bạn đã bao giờ tưởng tượng tôi là người như thế nào chưa? Tại sao tôi nhớ bạn? Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc gặp gỡ chưa? Tin vào số phận. Dù chúng ta đã quen nhau được 2 năm, nhưng tôi có một sự đánh giá rất thuần khiết dành cho bạn. Tôi chỉ tham lam giọng nói của bạn. Tôi tôn trọng ý tưởng của bạn. Có điều gì bạn muốn nghe tối nay không? Đợi tôi một lát. Được rồi. Tài liệu đọc tiếng Anh. Một, mọi thứ ở nhà tôi đều rất đẹp. Cơ hội lần này, bạn phải nhớ, tôi đã nhờ rất nhiều bạn bè mua nó. Vì vậy bạn phải làm việc chăm chỉ. Vở kịch của đạo diễn Gu, người phụ nữ thứ ba của anh, cô ấy có phẩm chất cao hơn các nữ chính trong các bộ phim truyền hình khác. Tôi biết chị yêu là người tốt nhất đối với tôi. Mình không chiều chuộng gia đình thì ai chiều chuộng mình? Nhưng bạn không thích kiểu tiệc rượu này. Như lần này, họ đều là những nhà đầu tư vào quy trình cũ để đánh bại. Bạn không muốn tìm thấy người này trong vòng kết nối của mình trong tương lai, phải không? Chị yêu, đừng lo. Tôi chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội. Hãy để tất cả họ nhớ đến tôi. Thôi nào. Ông Chen ghét nó. Dựa vào khả năng uống rượu tốt của mình, bắt nạt người không biết uống. Tôi có bắt nạt bạn không? Tôi bắt nạt bạn ở đâu? Ông chủ Giang uống một ly, dễ nói. Như nhau, chị ở đây. Tôi tưởng em gái tôi sẽ không thích tham dự một bữa tiệc như vậy. Thì ra là cô gái trà xanh cao đẳng. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà sản xuất có thể phát hành một kịch bản mất hai năm để sản xuất đầu và bắt đầu lại. Chưa bao giờ nghe về nó. Chị, chị Siru cũng ở đây. Tất nhiên là tôi phải đến xem. Tôi cứ tưởng người đẹp Ghana sẽ coi thường kiểu tiệc rượu này. Làm sao bạn biết cố đạo đang có ý định đóng phim mới? Vậy là ba bà đã đến. Phải không bạn? Hương Thịnh, anh Trình vẫn ở đây. Đừng nói chuyện với chị Du Giang như thế. Cô Giang quả thực đúng như lời đồn. Tôi không biết. Cung thứ sáu Fendai không có màu sắc. Cô Giang có thể được ông Chen khen ngợi như thế này. Bạn là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Tại sao bạn không đưa cho tôi một ly rượu với anh Chen? Cảm ơn ông Chen Tan. Hãy đến và cổ vũ. Phải vô tư như vậy. Chẳng lẽ Trần Lệ Dĩnh dũng cảm như vậy? Bạn không nên quay lại một mình. Thầy Phúc. Chỉ uống rượu thôi thì không có gì thú vị. Phó chủ tịch Cô Giang đang ở đây. Anh ấy đến để giao lưu đại lý của chị Giang, vụ việc trúng thưởng phim truyền hình gần đây, chắc bà Giang khó mà từ chối được. Cô Giang. Cô Giang nào? Tôi không ngờ có một ngày tôi lại thấy thầy phu của chúng tôi lo lắng. Một người phụ nữ Đi tiếp. Lắng nghe những học sinh thích nghi, cô Giang đã bị ép vào ngay khi vừa bước vào. Hầu hết họ đều là những nhà đầu tư và những kẻ tàn bạo. Cái gì? Này này. Để làm cho bạn rất quan tâm. Cô Giang quyến rũ đến mức nào? Một số người mới nổi sẽ không làm phiền phó tổng thống lên tiếng. Tôi đi, đảm bảo người yêu của bạn sẽ không bỏ sót một sợi tóc nào. tại sao hiểu ngay lập tức bạn sẽ làm tổn thương mọi người cảm ơn bạn tôi sẽ nói với bạn điều gì đó ai trong số họ dám ép cô giang uống rượu tôi sẽ ném bất cứ ai xuống đại tây dương để cho cá mập ăn tôi đi đây coi trọng tình dục hơn bạn bè cô giang đã uống ly rượu này không thể không đưa cho anh trình phải không ôi cô Gun cô có khả năng uống tôi sẽ nâng cốc chúc mừng bạn lần nữa chỉ cần một ly rượu cô Thiên có phải là không muốn như vậy không à ông Chen chị tôi là người có đầu óc đơn. tôi chắc chắn không có ý coi thường bạn tôi sẽ uống ly rượu này cho em gái tôi cô Giang đừng trách tôi không nhắc nhiều cô à ông Chen là một nhân vật nổi bật ở kinh đô này bao nhiêu nữ diễn viên hạng nhất háo hức thua cái này. Cơ hội tốt đang ở trước mắt bạn. Cô Giang, chẳng lẽ cô vẫn muốn từ bỏ sao? Tất cả chị em đều ở đây. Tại sao bạn lại xấu hổ khi đi cướp chúng? Tại sao? Vai trò vẫn chưa được quyết định, không có gì là không thể cướp được. Nếu chị số 3 sẵn lòng, dư hạo không ai khác chính là bạn. Anh Chen rất tốt với em gái. Ngay cả rượu tôi mang theo cũng được nhập khẩu từ nước ngoài. Vodka kim cương. Hừ, ngươi còn cho rằng mình là báu vật mà tất cả chúng sinh đều cho. Tôi thậm chí còn không mở mắt ra để xem chuyện gì đang xảy ra bây giờ. Anh Giang, anh Chen, đừng tức giận. Tôi sẽ uống rượu của chị tôi cho anh ấy. Nhìn toàn cảnh kinh đô, ngoại trừ cha và con trai. Còn ai dám không uống rượu tôi đề nghị? ông trang nói đùa rằng tôi đói cô lương tối nay cô có thể làm gì tôi muốn xem ai là người hoành tráng như vậy ôi uống hai ngụm nước tiểu ngựa tôi giữ thái độ cho đến tận khuya hoàn toàn rất đẹp chẳng trách hình xăm của phu lại đẹp đến vậy này anh lữ sao hôm nay anh rảnh qua đây Nghe nói hôm nay cô Giang tới đây để nhường mặt, Ieseng đến đây để chào hỏi. Chẳng lẽ tôi được chị Dư mang đến giải cứu sao? Anh Lữ quen cô Giang. Cô Giang không muốn uống thì cô không uống. Ai trong số các bạn dám chơi trò tiểu âm hộ trên lãnh thổ của tôi, kể từ bây giờ đừng nghĩ đến việc đi chơi ở thành phố đêm nữa. Tôi sẽ đưa người đó đi. Ông Chen lẽ ra không có ý kiến phản đối nào. Ồ không, 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 anh Lữ đi đâu rồi? Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Hiểu sai. Anh nữ đi chậm thôi, đi chậm thôi. Vậy thì tôi sẽ xin lỗi bạn trước. Tôi sẽ không làm phiền niềm vui của mọi người. Anh nữ ở lại. Thật hiếm khi chúng ta gặp nhau hôm nay. Tại sao bạn không ngồi xuống và trò chuyện vui vẻ? Trình Anh, ngươi tìm được người này ở đâu? Dù thị trường có tệ đến đâu thì bạn cũng sẽ không đói đến thế phải không? Khịt mũi. Chết tiệt. Đợi tới khi tôi bị bắn đã. Tôi muốn tất cả những ai coi thường tôi phải trả giá. Thế hệ. Cảm ơn anh Lữ vừa rồi rất nhiều. Nó không cần thiết. Tôi cũng được người khác tin tưởng. Nhưng cô Giang, cô muốn nguồn lực gì? Chỉ cần trực tiếp nói với Phó Chủ tịch của chúng tôi. Tại sao phải tranh cãi với một người như vậy? Fuji Sen Shinru không phải là bạn trai của Fuji sao? Tại sao lại giúp tôi? Chẳng lẽ là vì Giang ra sao? Cảm ơn anh Lữ. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Được rồi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Đã đến lúc tôi phải đi. Cô Giang được tự do. Anh Lữ xin hãy bước chậm lại. Lần sau có cơ hội tôi sẽ đích thân trói anh lại. Sai. Có điều gì đó không ổn ở đây. Vậy thì tôi sẽ rời đi nhanh hơn. Bạn đi nhanh lên. Mẹ ơi, mẹ dám lừa con. Biết, làm sao một con khốn như hắn có thể leo lên nhà lục cảnh ngôn được, đừng lo lắng, tôi nghĩ cách này sẽ hiệu quả, đã có một cuộc tấn công. Anh ấy như thế nào? Đừng lo lắng. Người đó đã được đưa đi an toàn. Nhưng cô bạn gái nhỏ của anh thực sự rất tuyệt vời, ngô cảnh ngôn. Chúng tôi chưa có gì. Với khả năng của bạn, anh ta có muốn bất kỳ nguồn lực nào không? Tại sao bạn phải trải qua những rắc rối khi giao tiếp xã hội? Tôi thả đưa nó. Ồ, oh. hiểu. Tôi vẫn chưa chiếm được trái tim cô Giang, vì vậy hãy chơi hết mình để giành được vị trí đầu tiên. Luộc ếch trong nước ấm là cách ứng xử của Phó Chủ tịch nước ta. Anh tranh tôi sẽ bảo vệ anh ở đây. Bạn có một thời gian tuyệt vời. Lũ khốn nạn các ngươi dám cho ta chơi với ngươi. Bản đồ này không phải là thứ tôi không thể chơi, bạn. Em ơi, anh ở đây. Ha 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 ha. ha. Đây rồi em yêu. Ha ha. Tại đây. Ôi. Giúp tôi. Tôi dường như đã bị đánh thuốc mê. Làm việc chăm chỉ hơn. Ha 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 ha. Tại sao? Ha. Tôi thấy bạn. Bạn đang ở đây. Ha ha. Cố lên. Không sao cả. Chị yêu, cứu em với. Tôi dường như đã bị đánh thuốc mê. Trong nhà tắm. Phó chủ tịch đang làm gì? Mọi việc đã không được thực hiện đúng cách. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô Giang rời đi. Lời yêu thương. Đừng lo lắng, có thể đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không quan tâm nếu đó là sự hiểu lầm lập tức cử người kiểm tra toàn bộ phòng tắm của Yesen. Bất cứ ai có một hộp bóng mở. Đừng để ai đi, tôi. Ha ha, em ơi, anh đến đây. Ha 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 ha. Đó là phước lành của bạn khi tôi thích bạn. Ha 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 ha. Đi đâu? Hãy quay lại với tôi. Ha ha. Giúp đỡ. Ha ha em ơi anh đến đây ha 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 con trai vào jinjian tại sao bạn không thể phục vụ tôi hôm nay tôi sẽ cho bạn nếm thử sức mạnh của tôi ha ha dễ phải dễ phải dễ phải hãy để tôi đi hãy buông người ra có điều gì đó bên trong phó tổng thống? Bạn đang làm gì thế? Ha ha, giúp với. Ha ha. Bạn có khỏe không? Phó tổng thống tôi không có ý, chính con khốn này đã quyến rũ tôi đầu tiên. Chết tiệt phó chủ tịch. Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Ta. Nó chỉ quan trọng Anh ấy không biết anh ấy đang làm bẩn tay bạn Zaya hey. ja, thức dậy nhanh chóng Giọng của vệ thần Chính bạn đã đến cứu tôi Sai ngụy thần sao có thể tới đây Zaya, ja, cậu thế nào rồi Cảm thấy chóng mặt Trời nóng và khó chịu quá Phó bệnh viện đa khoa đã liên hệ với bác sĩ sự. Chúng tôi sẽ có mặt ở đó sau. Nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ không ở đó trong 10 phút. Bạn không cần phải vội vàng đúng. Bạn bạn trông ổn. Bao nhiêu tiền một đêm? Có mùi thơm. Một như hoa trà ngọt ngào ha ha gọi ở hát u UH. hát xin hãy tỉnh táo một chút tôi không buồn ngủ bạn khá hứa hẹn em gái tôi sẽ chăm sóc bạn bạn biết bạn đang làm gì không một tôi biết một Làm cái đó mất bao lâu chúng ta chỉ cách một ngã tư thôi. Kỹ năng của bạn có tốt không? Đặc biệt là khi bạn mệt mỏi. Nhìn thì hay nhưng có vẻ vô dụng. Da của nó. Đúng. Chỉ là da thôi mà ha 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 ha. Ha ha. Nó thật thơm. Tốt hơn hết bạn nên nhớ những gì bạn đã làm bên nó. Làm sao? Trải nghiệm tồi tệ. Tôi sẽ không đưa tiền cho bạn. Nếu trải nghiệm không tốt thì bạn vẫn phải đền bù cho tôi. Một. Nóng quá. Đưa anh ấy đi khám ngay cho học sinh. Tôi sẽ không đi, tôi chưa tiêu, tôi có tiền. Con chó duy nhất 10 ngàn Tôi cũng có bạn gái. Đi nhanh. Đừng lo. Về cơ bản, bạn sẽ tỉnh lại sau 5 giờ nữa. Về vết bong gân ở mắt cá chân của anh ấy, tôi đã mở nắng. Tôi đã uống một số loại thuốc để thúc đẩy tuần hoàn. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi đấy. Lâu rồi không gặp. Tại sao bạn lại sử dụng chiến thuật bẩn thỉu như vậy? Hãy gọi cho mình số điện thoại bác sĩ tâm thần vào sáng mai. Kiều Vũ, tôi sẽ không bao giờ buông tay bất cứ ai đã làm tổn thương. Tôi đã sai. Lẽ ra tôi không nên không hoàn thành nhiệm vụ mà còn liên lụy đến cô Giang. Để bù đắp lỗi lầm của một người, tôi đã nghe về nó. Lần thử giọng của cô Giang lần này dành cho nữ chính thứ ba trong vở kịch mới Jiugong của đạo diễn cố. Động thái lớn như vậy chỉ vì nữ chính. Giám đốc Wu Feng là người lớn đến mức nào? Bạn cũng biết rằng sau 10 năm, ngôi sao điện ảnh đã trở lại chương trình. Có bao nhiêu diễn viên đang tranh giành cơ hội xuất hiện trên màn ảnh? Hãy đi nói với anh ấy giúp tôi, tôi có thể đầu tư gấp 10 lần trình Jin. Tiền đề là Giang Yong có thể có được vai diễn mình mong muốn. Thầy Phú thật tuyệt vời. Tôi vẫn phải học hỏi bạn khi trao đuổi các cô gái. Giúp tôi thêm một việc nữa, bạn nói. Cơm miệng và đi ra ngoài. Đầu tôi đau và chân tôi cũng đau. Tối qua cậu có bị đánh không? Cô Giang, cô tỉnh rồi à? Chị IU đã đưa tôi đến bệnh viện ở đâu? Chị IU là gì? Trinh phó chủ tịch của bạn đã cử bạn đến đây tối qua. Phó tổng thống nào phái tôi tới đây? Thuốc bạn dùng có chứa hóc môn. Việc bị nhầm lẫn về trí nhớ là điều bình thường. Đó là nó. Chẳng trách đêm qua hình như tôi nghe thấy giọng nói của Ngụy Thần. Đó thực sự là ảo giác thính giác. Không, hôm nay tôi phải tìm hiểu thái độ của người bạn đời này là gì. Tôi bôi thuốc cho bạn. Này em gái nhỏ đó, bạn có thể nhờ phó chủ tịch giúp tôi đưa thuốc cho tôi được không? Phó chủ tịch bây giờ chắc đang bận, có lẽ không có thời gian. Ồ, oh, được rồi, tôi không bận. Tại sao nó lại khác với những gì tôi nghĩ? Phó tổng thống hãy đến sau đó. Cô quan ơi giúp em với. Giọng nói của Fuji này thật ấm áp. Cởi khuy mang xét. Không biết Ngụy Sâm có đẹp trai như anh ấy không? Cô Tiêu, ối, cởi nút. Bạn đang làm gì thế? Đây là bệnh viện. Chân trái phải không? Ồ, oh được rồi ừ. phải đau quá cậu không thể nhẹ nhàng hơn được sao sợ hãi tôi sợ điều gì tôi vừa tôi muốn giúp phó chủ tịch thu dọn quần áo bạn đang làm gì thế sẽ tốt hơn nếu bạn không nhìn thấy nó. Anh ấy thực sự đã giúp tôi bôi thuốc. Không phải anh ta đã cãi nhau nảy lửa với Sen Lu sao? Khá thoải mái. Còn đau không? Tại sao bạn lại thay đổi con người? Bạn trai của bạn có vẻ đang ở trong tình trạng tồi tệ. Hãy để tôi giúp thay đổi thuốc. Ồ. Oh. Tìm hiểu xem làm thế nào họ có được loại thuốc đó. Sau đó xử lý cảnh báo. Chỉ cần đánh giá thế nào? Tôi hiểu, giám đốc Wu đã được liên lạc rồi. Chắc sẽ có tin tức sớm thôi. Biết. Ông Phu đã mua bữa sáng. Gửi nó vào. Tại sao? Đây là bữa sáng anh Phúc đặc biệt chuẩn bị cho em. Làm sao anh ấy biết? thích nhất món cháo và đồ ăn nhẹ của Ping -Yu. Đây cũng là kỹ năng cần thiết của một kẻ cận bã sao. Cảm ơn. Không quan tâm. Hãy no bụng trước rồi hãy nói chuyện. Tại sao ngươi không nói cho ta biết Giang Ngọc Dương đã xảy ra chuyện lớn như vậy? Vẫn còn tâm trạng để ăn ở đây. Mình gửi tin nhắn cho bạn rồi. Bạn không thấy sao. Bạn gửi tin nhắn cho tôi. Bạn thấy cái nào cho chính mình? Một. Tất cả thông tin của tôi. Thế thì tôi đã gửi nó cho ai? Đã gửi tới Waysen. Hoàn thành. Wei Sen yêu thích của tôi. Tôi nhận được một tin nhắn thoại đi rồi từ tôi vào lúc nửa đêm. Aha, à tôi không sống nữa. Bạn cảm thấy thế nào? Nếu cần, tôi có thể giúp bạn liên lạc với các chuyên gia cấp cao khác. Không, tôi ổn. Vâng, vì các phó tổng thống đều ở đây. Tại sao hôm nay chúng ta không giải thích rõ ràng một lần và mãi mãi? Điều này tốt cho cả ba chúng ta. Bạn nói gì? Ba người gia đình Giang và gia đình Phu đã kết hôn. Phó Chủ tịch cũng đã đấu tranh nảy lửa với Sen Sinru. Đó là trường hợp thật dễ dàng để đến với nhau và chia tay. Cô Giang, cô có biết tôi là ai không? Tôi chỉ biết bạn là Fuji. Tôi biết bạn thích Sen Sinrong, người rất trong sáng. Tôi chỉ cố ý khiêu khích bạn thôi. Để bạn có thể hủy bỏ hôn ước. Tôi không phải phó dĩ Chị Bạn chí. đã nhận nhiều người. Cô nói kinh điển của kẻ cặn bã. Tôi không có, tôi không có. Chúng ta cá cược nhé nếu tôi không phải phó nhất trạch. Cô Giang, sao cô không cam kết với tôi, cam kết với chính mình? Bạn đã xem quá nhiều phim truyền hình. Vậy thì bạn phải chịu trách nhiệm về mọi việc. Như bạn ước. Hủy bỏ sự tham gia, được rồi. Bạn có thể biết bằng cách nhìn vào thẻ ID của bạn. Tôi đi đầu tiên, này này, đừng rời đi nữa, để lại chứng minh nhân dân của bạn. Đừng lo lắng, cô quan, chúng tôi sẽ sớm gặp lại bạn. Anh Ice, tôi nghe nói Fuji cũng tham gia đầu tư vào cung điện cũ. Ngày mai tôi sẽ đi thử giọng Tốt, đừng lo lắng về điều này. Tôi sẽ quay lại và nói với chú thứ hai của tôi. Nữ chính này chắc hẳn là bạn. Tôi biết anh Ice là người tốt nhất đối với tôi. Chú hay nghe nói vậy. Fuji Film mới đầu tư vào phim mới của đạo diễn Gu. Tình cờ là bạn gái tôi Sen Shinru. Tôi chỉ muốn thử bộ phim này. Bạn có thể giúp tôi nói xin chào được không? Cô Giang của ông chủ thậm chí không thể xác định được vai trò. Thiếu gia Jis đang suy nghĩ lung tung. Cuộc hôn nhân của chúng tôi với gia đình Giang vẫn chưa tân vỡ, chỉ dám ra ngoài và có bạn gái bạn muốn tát vào mặt ông nội như thế này hoặc bộ mặt của cả nhà họ phu bác ơi cháu sẽ quên mất nếu bác không nhắc tới đã bao nhiêu năm trôi qua có lẽ gia đình giang đã quên mất điều đó không cần phải nghiêm túc hóa chuyện này đâu phải không đúng như chỉ thị lát nữa anh sẽ đưa em đến nhà giang để giải tỏa gợn sóng vâng chỉ trong à. tuần này một nói chung là ổn chị iu Đừng tôi chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội trong buổi thử giọng này. Hãy để giám đốc nhớ đến tôi. Bạn đã ghi nhớ lời nói của nữ chính thứ ba chưa? Đừng lo lắng, tất cả đều ở đây. Đúng như mong đợi của đảng dân chủ, hào quang đủ mạnh. Ông Lữ, người gắn bó với tập đoàn Lữ thì khác. Tôi có thể ngửi thấy mùi của trồn cái từ xa. Thật là không may. Tôi nghe nói anh Lữ đã làm điều đó cho. Họ anh Họ cũng ấy. cử nhà đầu tư lớn nhất trước đó vào văn phòng. Xe đã sẵn sàng lên sân khấu. Hãy bắt đầu. Cha và anh trai bị kết án 8 năm trước. Cô hoàng đế ra lệnh, dừng dừng dừng. Điều tôi muốn là một nữ chính giỏi giả vờ và giữ bí mật về biểu cảm. Không phải là một nữ anh hùng kinh tế và kiêu ngạo như em. Giám đốc, tôi cũng không muốn. tôi lo lắng, tôi có thể làm lại. Đi xuống và đừng lãng phí thời gian của tôi. Ngay cả thẩm tân nhu cũng bị cố đạo đánh ngã. Tại sao anh ấy phải? Dòng dõi của anh ấy, người phụ nữ thứ ba chắc cũng giống bạn không nhớ lời thoại của nữ chính. Hãy chờ xem anh ta tự biến mình thành kẻ kế tiếp. Chào thầy cô. Thôi bây giờ tôi sẽ bắt đầu màn trình diễn của mình. Tám năm trước, cha, anh và cha. Ừ đúng rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín mươi, hai, ba, bốn, năm, năm. 8, 9, 0 vòng tròn móc. Đi xuống, đi xuống. Đạo diễn, tôi còn chưa diễn xong mà. Đi xuống, đi xuống. Đó là bạn. Tôi. Hãy lên và thử. Nữ chính là một bộ phim truyền hình. Bạn diễn cảnh nữ chính tiễn anh hùng như thế nào? Một khung cảnh như vậy. Không có kịch bản. Chơi miễn phí. Chơi miễn phí. Tôi không thể kiểm soát được nhiều nữa. Giang Yêu, hãy thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn. Hãy chắc chắn nắm bắt cơ hội này. Phó Chủ tịch đang ở đây. Mọi người khác, hãy ra ngoài. Cô Giang ở lại. Tôi không biết Phó Tổng thống sẽ đến. Đó là một chặng đường dài để đi. Ồ, tôi tình cờ đi ngang qua. Hãy dừng lại và nhìn xem. Nhân tiện. Phó Chủ tịch đóng cảnh với cô Giang không tiện. Phó chủ tịch không phải làm gì cả. Chính cô Giang đã tiễn người mình yêu đi. Đại khai ý nghĩa của nó là vậy. Giám đốc Cú lên tiếng tôi không có ý kiến. Tôi chỉ không biết cô Giang có sẵn lòng không. Tôi may mắn được chơi với phó chủ tịch. Thiếu ra, lần này chúng ta chia tay. Tôi không biết khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau. Tốt. Tôi đã viết câu chuyện này được 10 năm. Cô Giang, cô chính là người tôi đang tìm. Sau đó, công ty sẽ gửi cho bạn hợp đồng nữ chính, người môi giới. Cô Yang rất mong chờ sự hợp tác đầu tiên của chúng ta. Cảm ơn đạo diễn rất nhiều. Cảm ơn các thầy cô cảm ơn phó chủ tịch đã giúp đỡ tôi trong hiện trường tất cả một gia đình không cần phải nói lời cảm ơn thật là một gia đình đầu óc cậu hỏng rồi à đã quên thật nhanh cái gì tự hứa với mình như đã hứa giám đốc cố sao chúng ta không chọn lại theo như danh tiếng của cô duy giang trên internet không tốt lắm trong môi trường internet ngày nay việc kiểm soát dư luận rất dễ dàng Ai có thể phân biệt được sự khác biệt giữa đúng và sai? Hơn nữa, người được phó chủ tịch lựa chọn sẽ không sai phải không? Ờ, phó chủ tịch đó. Cô Giang, cô hãy nói chậm lại nhé. Hãy nói về hợp đồng sau. Hôm nay tôi đến ban đầu là muốn trò chuyện với cô vấn đề hôn nhân của Tichu, vì cô Giang không muốn nói chuyện. Không, làm sao có thể được. Phó chủ tịch đẹp trai quá em đẹp trai quá nên không biết nói chuyện với anh thế nào ngày mai tôi sẽ đến thăm anh giang điều mà cô giang không bao giờ tin sẽ có câu trả lời sớm vì vậy tôi mong cô giang sau đó tôi có thể nhớ lại vụ cá cược mà tôi đã đồng ý đừng lo lắng mọi chuyện sẽ ổn thôi khi thời cơ đến ha nếu tôi nhớ chính xác đây là lần thứ hai tôi ôm mình vào lòng phải không thực sự không tệ. Có vẻ như ngôi sao lớn yêu Hulu Daji của chúng ta, cuối cùng cũng tối. Giết chóc khắp nơi. Không chỉ có vậy. Tôi nghe nói nhân vật nam chính của Siêu Gong sẽ tìm một diễn viên nào đó đến từ Hong Kong. Nếu họ có thể có được quay. Khi đó sự nghiệp của tôi sẽ hoàn tất. Sống trong sự giàu có và quên nhau. Này, khi bạn gặp quay sen, nhớ gọi cho em cùng nhé. Thậm chí không có một lá số tử vi nào. Tối nay chúng ta đi xem phim nhé. Ngày mai tôi sẽ về Giang Thành. Tôi muốn xé nát Fuji thật mạnh. Cái mặt xấu xí đó. Đừng di chuyển. Đừng di chuyển cờ vua của tôi. Ông nội đặt cờ ở đây, không phải chỉ dành cho tôi thôi sao. Trông bạn như đang chơi cờ vậy. Chuyện này đã được thảo luận rõ ràng với gia đình Phu bạn đến đây đặc biệt để chặn tôi tôi bảo bạn tôi đã điều tra mọi thứ rõ ràng fujis này không phải là người tốt chút nào và tôi muốn đi cùng bạn cho đến khi bạn trăm tuổi không muốn cưới bạn vô lý bạn không muốn kết hôn vâng vâng tất cả là lỗi của tôi chủ tịch tập nói đúng phải không không phải nó đừng gây rắc rối cho tôi ối được rồi tự mình đi xuống thôi tôi sẽ về phòng trước tôi sẽ không làm phiền bạn nữa Ông già. Bạn có hình xăm không? Anh ấy đã lớn lên rất nhiều chỉ trong chớp mắt. Mẹ bạn có ổn không? Mọi thứ đều ổn. Ông Giang. Đây là một số đồ cổ mà mẹ tôi nhờ tôi mang đến cho bạn. Anh ấy còn nhờ tôi mang đến cho bạn một tí. Anh ấy nói rằng nếu có thời gian, chúng tôi có thể chơi cờ Khi cháu lớn lên, khả năng đánh cờ của cháu sẽ sớm thu kém cháu gái nhỏ của tôi. Cô bé này từng bước răng bẫy tôi. À tôi đến muộn, đây có phải là trách nhiệm? Tiểu Hà, bảo dây A xuống nhanh đi. Gia đình chồng của bà cả đang tới, chồng sắp cưới của bạn cũng ở đây. Thầy ơi cho thầy xuống đi. À tôi biết. Tôi sẽ đợi bạn. Vi Trạch, để tôi xem ngay. Bạn có lý do nào khác để phủ nhận danh tính của mình? tại sao lại có thêm người này cùng tuổi với tôi là ai có lẽ nào anh ta là Fuji dương dương còn đang làm gì hãy đến đây nhanh lên đây là gì tôi luôn nói với bạn xin chào tại sao người này lại là phó nhất trạch tôi không phải phó bạn đã nhận nhiều người tôi đang tán tỉnh ai thế vậy thì đây là cái này đây cũng là đàn anh của bạn những người lớn tuổi đều cùng thế hệ với Jis. Dù tuổi tác cũng ngang bằng với hình xăm, nhưng xét về thâm niên thì anh ấy thuộc hàng đàn anh. Hãy đến đây nhanh lên, gọi tôi là chú. Hóa ra anh ta là chú thứ hai của phu y Yide. Tôi thực sự đã tán tỉnh chú thứ hai của bạn đời tôi. Hãy đến đây nhanh lên thằng nhóc, hét lên đi. Chào chú ơ ơ. Du Giang có vẻ lo lắng. Không, chú ngồi xuống đi. Bạn ngồi, bạn ngồi. Ôi, sao hôm nay cậu rè giặt thế nhỉ? Tôi nghe Vincent nói. Chẳng phải các bạn đã gặp nhau nhiều lần rồi sao? IU Yang có thể không ngờ tới. Hình xăm thực sự có nghĩa là bạn còn trẻ và đầy triển vọng. Hiện tại Jis cũng làm việc cho tập đoàn Fuji phải không? Từ thông, từ giờ trở đi, bạn sẽ bớt lo lắng về công ty hơn. Tại sao? Iz có thể có một nửa khả năng xăm mình, nhưng mẹ anh đã yên tâm. Cuộc hôn nhân giữa hai gia đình là mong muốn của cha bạn. Nhưng bọn trẻ không chấp nhận điều đó. Vậy thì cuộc hôn nhân này nên bị hủy bỏ. Thật đáng tiếc. Tôi luôn muốn có một đứa con gái. Tại sao? Tại sao chúng ta không tặng Yang Yang một phong bì lớn màu đỏ, nhận cô ấy làm con gái đỡ đầu của bạn? Dương Dương, cậu nghĩ thế nào? Fuji trở thành anh chị em. Vậy thì Phó Văn Sơn không phải là thành thật sao? Không. Xịt, điều này không ổn. Ý tôi là điều này có thể không phù hợp. Nơi này thật gần, có điều gì không phù hợp? Không phải cuộc hôn nhân vừa bị hủy bỏ sao? Jis và Du Giang đã trở thành anh em. Nếu nó lan ra, tất nhiên sẽ khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Và với tư cách là người của công chúng, Du Giang, nếu bạn bị ảnh hưởng bởi sự cố này, cái được nhiều hơn cái mất. Anh ấy thực sự nghĩ về tôi. Người viết đã đúng. Dương ở Kinh Đô, việc hai người liên lạc với nhau cũng thuận tiện hơn hãy thảo luận vấn đề này với con gái tôi sau à vâng, vâng tôi sẽ đi cắt hoa quả cho mọi người các bạn nói chậm nói chậm thôi nó thực sự làm bạn sợ hãi liệu điều này có xảy ra trong tương lai không Lâm Chu, hôm nay tôi sợ chết mất. Bạn là kẻ giết người. Tất cả là lỗi của bạn vì thông tin sai. Người mà tôi hay tán tỉnh chính là chú hai có trách nhiệm. Ôi chúa ơi, có thật không? Phó Văn Thâm. Phó Văn Thâm cái gì? Của Fuji. Đồng tác giả với tôi, tôi là một chú hề. Khuôn mặt già nua của tôi đã bị thất sủng hoàn toàn. Ồ, oh, tôi đã nhớ ra. Có vẻ như bữa tối cuối cùng đã được chuẩn bị đặc biệt cho anh ấy. Này, ai quan tâm chứ? Quan trọng là nhà giàu trông đẹp trai. Ngay cả khi chúng tôi nói chuyện sai, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Đây không phải là vấn đề anh ấy có đẹp trai hay không, được chứ. Chính ông nội tôi đã yêu cầu tôi gọi ông là chú. Chú hai, đây là vấn đề đạo đức chú hiểu không? Đó chẳng phải là định mệnh sao. Tôi có nghe thấy điều đó không? Người đứng đầu gia đình phu. Sự kiên cữ, thẳng thắn như một linh mục. Tại sao chúng ta không để tự nhiên diễn ra và bắt hắn? Cuộc hôn nhân vừa bị hủy bỏ, không tốt lắm. Tôi cảm thấy rất tốt. Tôi cảm thấy rất tốt. Xin chào, Tương Bảo. Sao ngươi không nói? Bạn đã nghe tôi nói đúng. Kéo anh ta ra khỏi bàn thờ. Nếu bạn ngủ với anh ấy, cuộc sống của bạn sẽ trọn vẹn. Nếu chết, bạn sẽ không còn mặt mũi để gặp ai. Trả lại tôi, tại sao? tôi nghĩ anh ấy đúng. Hay nói cách khác. Điều này cũng có thể thỏa mãn sự hoàn hảo mà tôi muốn. Chú hai, chú đang nói gì vậy? Chúng ta đã đồng ý cam kết với nhau. Làm sao? Cô Giang, cô có muốn hối hận không? Vâng, đây là nhà của chú. Bạn muốn được gọi là một người đàn ông tận tâm như thế nào? Chú hai, chú có biết điều này có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn đang chơi hết mình để có được. Tôi chỉ nói cho vui thôi. Tại sao bạn vẫn nghiêm túc? Cô. Cô. Bà già nhờ bạn dọn dẹp. Tôi sẽ đưa bạn quay lại sau. Tôi hiểu rồi. Tôi hứa rằng sẽ không có người thứ ba nào biết về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Vì thế sau này đừng đùa như vậy nữa. Tôi đang đùa à? Dù bạn có làm gì đi chăng nữa, chúng ta sẽ không gặp kế hoạch của bạn đoạn. cho công việc tương lai là gì. Để ngăn chặn ai đó tán tỉnh bạn và bỏ chạy. Vì vậy hãy xác nhận trước thời gian của cuộc gặp tiếp theo. Bạn đang nghĩ gì vậy? Hành trình của tôi là riêng tư. Để xem lần sau chúng ta có gặp nhau không nhé. Chào chị Yu. Nhớ bạn. Khương Dư Diêu, ngươi lại chết ở đâu? để tôi nói cho bạn biết tôi vừa nhận được tin nhân vật nam chính sẽ cứu gong đã được đó là nam diễn viên hồng kông liang Xiu. dự án này quan trọng như thế nào tôi không cần phải nhấn mạnh thêm nữa lưu tú nam diễn viên đoạt grand slam khi còn trẻ như vậy đó thực sự là anh ấy vâng đó là anh ấy nữ chính thứ hai là thẩm tân nhu đội của họ ác đến mức nào tôi không cần phải nói với bạn nữa bạn phải nhớ đến hiện trường vào ngày mốt tránh xa họ đừng để anh ta bắt được bạn Đừng lo lắng, chị yêu, tôi thông minh làm sao. Miệng nhọn hơn đầu. Được rồi, đừng để tôi lo lắng. Ha ha. Tạm biệt chú hai, bởi số mệnh. Ai sẽ là chú thứ hai của bạn? Vâng, nhà của tôi, bạn muốn làm gì? À. Điên 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 Thần run này dựa vào vẻ ngoài đẹp trai của mình Bóng ma đã biến mất Không biết ai đẹp trai hơn ngụy thần Tin tốt, gần đây tôi đã tham gia một bộ phim truyền hình. Diễn viên chính là nam diễn viên Io 2 Hai và nhân vật nam chính cần được lồng tiếng sau. Tôi sẽ gửi âm thanh của bạn cho giám đốc. Anh ấy rất hài lòng. Thế Ngụy Thần Đại Đa, bạn có sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ lồng tiếng cho bộ phim này không? Vậy giám đốc muốn tôi hay bạn muốn tôi? Nói ra điều này rất dễ gây hiểu lầm. Tôi vẫn là giám đốc. Có sự khác biệt không? Tất nhiên là có sự khác biệt, đây là hai khái niệm. Nếu tôi nói, giọng nói duy nhất của nam diễn viên chính trong tâm trí anh là của em, bạn có đồng ý không? Tôi có thể coi câu này như một lời tỏ tình được không? Tại sao tim tôi đập nhanh thế? Lời thú tội Tôi vừa thú nhận Đây là sự theo đuổi nghệ thuật của tác phẩm với tư cách là một nữ anh hùng Một Tôi tin bạn Đây là một cơ hội tuyệt vời Bạn có chắc chắn không muốn thử nó Một sau đó hành động một cách quyến rũ kéo lại <laughs> anh ngụy thần <laughs> anh trai tôi thực sự chân thành muốn hợp tác với bạn chỉ cần hứa với tôi nhé được chứ tôi tôi hứa với bạn đồng thời tôi cũng mong bạn có thể suy nghĩ kỹ về điều đó về cuộc họp ngoại tuyến của chúng tôi muốn gặp ngoại tuyến không sao đâu tôi không vội bạn có thể suy nghĩ về nó một cách cẩn thận tôi đã nói với bạn bao nhiêu lần rồi đừng đến nơi này nữa hai tháng trước khi máy khởi động bạn có muốn giang iu đàn áp bạn như vậy không con khốn đó tôi không biết mình đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông trước khi nhận được vai diễn này anh ấy là vậy đó tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ được thăng chức đừng lo lắng công ty đã đảo bới thông tin xấu về anh ta rồi bạn nên nhanh chóng lấy fuji ngay bây giờ miễn là chúng ta có đủ nguồn lực cho thực phẩm không bạn sẽ có bất cứ điều gì bạn muốn trong tương lai không thể làm tốt việc này chẳng trách anh ta lại bị cướp mất vai trò đừng quên những gì tôi đã nói với bạn, tránh xa Sen Sen đó. Ngoài ra, Liang Siêu là một cậu bé kiêng khen. đừng có bất kỳ suy nghĩ nào mà bạn không nên có. Bạn đang nghĩ gì đó, em gái hoàng gia. Liang Siêu là sự tồn tại tựa như thần thánh trong trái tim tôi. Tôi vẫn còn có chút hiểu biết về bản thân. Một cái gì đó đã xảy ra, chị Yu, chị Yang, mời xem các tìm kiếm hot. Tên trộm nổi tiếng, dòng mới bắt đầu, tôi đã có điện thoại di động rồi, tôi chỉ có thể sao chép internet mà không có bộ nhớ. ngày đầu ra mắt đã có người mua hot search, cái này để làm gì? Xenzero cũng nằm trong top hot search, thẩm Tín dung an ủi người hâm mộ sau khi bị cướp mất vai diễn, làm sao anh ta có thể có can đảm để nói điều đó? rõ ràng là tôi đã tự mình đấu tranh cho vai diễn này. chúng ta ở cùng một đội, anh ta có thể đạt được lợi ích gì khi làm điều này? bình tĩnh, tôi sẽ tìm cách giải quyết nó. Điều bạn phải làm bây giờ là điều chỉnh trạng thái của mình, không ảnh hưởng đến tiến độ chụp. Phó Tổng thống Hoa hậu thứ ba đã xảy ra chuyện mua hot nói tam tiểu thư được người hậu cắp tài nguyên của người khác. Giờ bạn đang ở đâu? Hôm nay là ngày đầu tiên tập đoàn Daikin đi vào hoạt động G Iron ép nhiệt lần đầu. Tìm cho tôi đội PR tốt nhất để xử lý nó, đồng thời tìm hiểu xem ai là người đứng sau hậu trường. Nhưng lần này nhiệt độ cao quá, tôi e rằng sẽ gây bất lợi cho cô thứ ba nếu cô ấy thực hiện ba bản. Sau đó công khai. Công khai màu đỏ, mở. Rất tiếc, đây không phải là ngôi sao gừng của chúng tôi. Cảm ơn bạn. Mọi người mới bắt đầu làm việc rồi dừng lại. May mắn thay, mọi người đều ở đây. Bạn không cho tôi một lời giải thích à hu và những người khác ở đâu. Trương Vũ, dù bạn có quen với việc cởi quần áo để giải quyết vấn đề, bạn cũng không nên để ý đến giám đốc Gu. Đường Thiên Thiên, nếu tôi nhớ chính xác, chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần. Tôi không ngờ bạn lại trung thành đến vậy để bảo vệ Chúa. Bạn, đồ khốn nạn, bạn đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy hương thịnh hạng vũ thật đáng thương sen sinru bạn đang hành động vì ai ở đây đó chính xác là những gì thế giới bên ngoài nói kỹ năng diễn xuất của bạn cũng tệ như bạn vậy đủ ai là nhân vật lớn như vậy mà dám gây rắc rối trên trường quay anh nghĩa anh nghĩa ôi Phó Tổng thống, cuối cùng ông Phó Tổng, Tổng thống, ngài vừa nghe thấy mọi chuyện anh ta đã nói gì? Một ngôi sao 18 dòng, sao ngươi dám bắt nạt xin của chúng ta? Đâu của bạn có ổn không? Không sao đâu, thẩm tân nhu. Điều gì có thể xảy ra với bạn? Cô gái núi tuyết số một bắt đầu hành động như một con để không có sự hỗn loạn trên thế giới. Giang Ngọc, sao cậu lại ở đây? Hai bạn biết nhau. Có vẻ như không vội vã, chỉ là quen biết. Ôi các bạn, tôi phải không? Không biết. Tôi vừa nhìn thấy tìm kiếm nóng và đến Lia để kiểm tra thực ra bác sĩ tôi tin chị du giang sen syndrome bạn quá tốt bụng giang du giang thậm chí còn cướp mất vai. bạn trò của vẫn không bạn. thể giúp sen xin bạn giờ đây anh đã trở thành nạn nhân đáng thương trong lòng mọi người bạn có hài lòng không khương ngọc dương ngươi chỉ là chiếc giày gãy đã bị chơi thành từng mảnh bạn có ổn không tôi vẫn không hiểu mình muốn cưới người đàn ông hoang dã nào cô gái đừng bắt nạt người khác quá nhiều anh b có lẽ chị gái Benji chỉ sợ cô đơn thôi chúng ta nên hiểu cô ấy dù bạn nói gì Người khởi xướng sự việc này, tôi chắc chắn sẽ bắt cô ấy phải trả cái giá xứng đáng. Giang Benji, bạn đang cản đường tôi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc quay lại lần nữa trong cuộc đời này. Cô Giang còn nằm trong danh sách tìm kiếm nóng không? Tôi biết bạn có cảm xúc, nhưng bạn không thể làm điều đó với những người vô tội này, phải không? Bạn có nghĩ vậy không? Ai biết bạn đang nói về điều gì? Khương Du, tôi vẫn khuyên bạn nên ngoan ngoãn xin lỗi Xinru. Nếu ông nội Giang biết chuyện này, nó không chỉ đơn giản như việc xuất hiện trên các tìm kiếm thịnh hành. Bạn dám? Fuji, bạn rất oai nghiêm phải không? Tại sao Phó Văn Sơn lại ở đây? Fu Wensan, lãnh đạo của tập đoàn Fu, chú thứ hai của Fuji, ông Phu Fu Giang Yu đúng là một người phụ nữ nhiều nước. Bạn không được để bị anh ta lừa dối. Đừng để anh ấy nói nhà nữa. Sirong Sirong, xin hãy giúp tôi nói điều gì đó. Đừng nói vớ vẩn, tất cả chúng ta đều tin tưởng vào Swift. Lý Dương 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 em sai rồi. Tôi bị mù, xin hãy tha thứ cho tôi, Lý Dương quý tử. Tôi đã trở nên có khả năng hơn rất nhiều năm. Ông của bạn đã quên tất cả những lời dạy cẩn thận của ông cho bạn. Tôi không ngờ anh ấy lại bảo vệ đến vậy. Chú hai, mọi chuyện không như chú nghĩ đâu. Chú hai, chúng tôi cũng đang nghĩ đến chị Du Giàn, đó là lý do tại sao tôi đã vui lòng khuyên anh Thẩm Tân Nhu. Bạn đang thể hiện hành vi đạo đức giả này với ai? Bạn vừa gọi tôi là gì? Chú thứ hai chuyện chú hai này không liên quan gì đến Xinrong, tất cả là vấn đề của tôi. Hãy chăm sóc bản thân vào lần sau. Tôi không ngại dọn dẹp cho bố mẹ bạn đâu. Cảm ơn bạn ngay bây giờ. Nếu nó không dành cho bạn, tôi thật sự không biết phải làm gì. Đừng lo lắng, tôi đã sắp xếp rồi. Sự việc này sẽ không được đưa lên mạng. Tin tức về xu hướng tìm kiếm, tôi tin bạn. Đừng nghĩ gì tiếp theo. Chỉ cần tự mình làm tất cả những gì bạn muốn làm là với tôi. Rõ ràng là không làm gì cả. Tại sao bạn lại cảm thấy bối rối thế này? Chắc là tôi rất xúc động. Phó Chủ tịch thực sự đánh giá cao bạn. Chính bạn là người đã khiến cá nhân tôi nhận ra điều đó. Đã tin tưởng thật vững chắc, rất hạnh phúc. Nhưng tôi đã có người tôi thích rồi. Tiểu Á, đợi tôi nhé. Dù là 100 bước hay 99 bước, tôi sẽ cố gắng hết sức để đến bên bạn. Chẳng lẽ tôi đã mài rũ kịch bản nhiều năm bạn định bỏ cuộc như thế này hả? À? Tôi thực sự không muốn. Nhảy. Ôi hô đến phó chủ tịch đề nghị tung clip thử giọng để giảm bớt dư luận giám đốc gu nhìn này phải làm gì ô ô ô kiểm tra các tìm kiếm do nào? đã đảo chiều tôi biết bạn có cách nhìn 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 Không, số người theo dõi trên Weibo của tôi đã tăng thêm 2 triệu. Có phải tôi đang mơ? Hành động của công ty lần này khá nhanh. Hách những tài khoản của bạn sáng nay, tôi cũng đã nhận được thư từ các luật sư. Tôi đoán bây giờ nguồn gốc viết thư trộm. Có thể lần này không phải công ty giúp đỡ tôi. Đó là Fu Wensheng. Cái gì cái đó ai? Chú thứ hai của anh ấy. Tôi đã nói gì cơ? Hai bạn đã được định sẵn là sẽ ở bên nhau. Ôi chu chu, tôi đã đủ rắc rối rồi. Điều này càng khiến tôi và họ khó nói chuyện với nhau hơn. Tại sao lại phải nói rõ? Bạn có thực sự coi Wei Chen là định mệnh của mình không? Không phải hai bạn là cư dân mạng chưa từng gặp mặt trực tiếp sao? Đừng nghiêm túc thế. Quyết định. Tôi muốn nhìn thấy anh ấy. Có vẻ như hôm nay bạn đang có tâm trạng tất ừ. nhiên rồi. Sự bất công đã qua, sự thật lộ ra. Ngày mai phi hành đoàn sẽ vui vẻ như thường lệ. Tất nhiên là vui rồi, vì mọi thứ đều rất hạnh phúc. Có bất kỳ lợi ích nào được đưa ra ngày hôm nay không? Tôi không giỏi kể chuyện như bạn. Tôi muốn hỏi bạn khi nào chúng ta có thể gặp nhau ngoại tuyến. À, ta muốn giết Zen Iuniao. Toàn là con khốn đó. Khiến tâm hồn tôi bay bổng. Hãy để tôi trở thành trò giải Tôi nói chi. đùa. À, À à, bình tĩnh một chút. Bạn là nghệ sĩ của tôi. Ai dám cười nhạo bạn? Chị hứa. Tôi đã mất hai thế hệ. Chị hứa. Chị hứa. Bạn giúp tôi. Bạn giúp tôi. Khiến anh ấy biến mất hoàn toàn. Chỉ khi đó tôi mới có thể trở lại vị trí trước đó. Yên tâm. Anh ấy sẽ không thể nhảy được lâu. Chị yêu, em hồi hộp hồ quá. Đừng lo lắng, tất cả họ đều ở đây để xem hai diễn viên xuất sắc nhất. Được rồi đi thôi. Nói xin chào mọi người. Sau đó tôi đi, 1. Đó là túi thuốc nó được bọc tốt, nó được bọc rất đẹp, cảm ơn. 966 chúng ta tới đây thôi. Chào. Tại sao? Anh rể. Tại sao bạn ở đây? Vâng, bạn có định đến đó không? Hãy đến đó và tìm nó. Bạn là ai? Tôi cảnh báo bạn đừng lộ xộn. Khương Du. Anh Lương Tú. Này Tứ Gia. Bạn chưa ký hợp đồng đầu tư. Không thể ký bây giờ. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đừng theo tôi. em gái. Đã làm rất nhiều lần rồi, bạn vẫn chưa ghi nhớ nó à? Không, buổi chụp hình sẽ sớm bắt đầu. Để yên tâm. Đừng lo lắng, bạn phải tin tưởng vào đạo diễn, tin tưởng đối tác của bạn nhiều hơn. Tôi là một con chó cái nổi nóng khi nhìn thấy một người đàn ông. Hãy để tôi xem bạn có thể tự hào được bao lâu. Được rồi, các thẩm phán đã có mặt lần đầu tiên chuẩn bị cho 14 trận ở vòng 2. Hoàng thân, được bạn ban phước. Đã hơn hai tháng kể từ khi anh đưa vợ lẽ của tôi về kinh đô. Hai tháng. Bạn đang nhắc nhở tôi rằng đã đến lúc phải rời đi. Chiều suốt đêm, bạn khoe một con chim cút có chân to và mỏ ngắn. Đây không phải là chim cút, đó là một cần cẩu. Đó là một cần cẩu. hoàng thân của ngài là thái tử bạn đang làm gì thế có vẻ tốt và ổn hãy bảo đảm một cái khác sau cố đạo cái này không đủ tốt fu wensen anh ấy đang làm gì ở đây ôi phó tổng thống sao ông lại ngồi xuống ngồi xuống dọc đường rất tiếc nó lại đang trên đường tới đây rồi giám đốc cố đừng vui mừng khi bạn già đi này này, tôi đã mua đồ ăn ngon cho mọi người ở đó. Điều này là dành cho hôm nay. Phó chủ tịch tốt, hãy đối xử tốt với tôi. Tôi đã nói tại sao hôm lừa đáng. Hóa ra người yêu bé nhỏ của tôi sắp bị cướp đi. Lục cảnh anh, tôi cảnh cáo cẩn thận mồm miệng. Cô Trương, lâu rồi không gặp. Xin chào. đã lâu không gặp bạn. Một, đã không lâu đến thế phải không? Này, đây là... Tôi là chú thứ hai của anh ấy. Họ hàng xa. Này em gái nhỏ, lát nữa chúng ta cùng đi ăn tối nhé. Thật tuyệt vời khi chuẩn bị cho bộ phim ngày mai. Này, tôi nghĩ là với diễn viên lương. Cảm ơn bạn đã chăm sóc cháu gái của tôi. Nữ diễn viên bỏ bữa tối, hãy nói lời tạm biệt với bộ phim vào lúc khác nhé. Tôi ăn tối. Còn hầm trong nồi sắt thì sao? Ăn cá nướng. Hãy ăn nó hầm trong nồi sắt ăn cá nướng hoặc hầm trong nồi sắt. Ông nội Giang bây giờ nhớ cháu lắm, nhưng anh ấy gọi cho tôi mỗi ngày. Nếu anh ấy biết tôi chỉ được rồi, hôm nay ăn uống không tiện. Hãy ăn vào ngày mai, tôi đi trước, tạm biệt. Tại sao? Tôi luôn nghĩ bạn chỉ là một kẻ cận bã cao cấp. Tôi không ngờ bạn lại đe dọa tôi với ông nội tôi. Tôi rất thất vọng về bạn. Cô Giang, xin hãy chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Chính em là người lao mình vào vòng tay anh, anh là người đã nói rằng em sẽ cam kết với anh. Cô Giang luôn là người chủ động. Tôi chỉ đang đi theo dòng chảy. Đây là trà đá Long Iceland. Có vẻ như cô Giang rất thích nó. Không phải là tôi thích, bạn tôi thích nó. Đó là người cô Giang thích. Anh ấy đối xử với tôi khá khác biệt. Nhưng mọi thứ đều có trên Weibo. Giao lưu với các diễn viên hàng đầu của Diêu Gong. Lương Tú chủ động gửi tin nhắn cho bạn. Nhưng cái gì? Chuyện gì vậy? Không sao đâu, tôi sẽ đăng lên Weibo cảm ơn lời động viên của tiền bối cố gắng đừng níu kéo anh trai của bạn lại ông anh ta rượu này có nồng độ cồn cao ít hơn bất kể bạn thích ai bạn chỉ có thể là của tôi cô thầm, bộ thế này có vấn đề gì không anh lương tú bạn có quá lo lắng để ngủ bạn có thể cho tôi biết kịch bản được không cô gen xin hãy tôn trọng chính mình anh lương tú anh trai giang yêu cũng có thể làm tôi không được điều thể tương tự Để tôi nói cho bạn biết. Chỉ cần tôi kiên trì noi gương sư huynh Lương Tú. Nó chỉ quanh góc để tôi quay lại. Ha 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 ha. Làm thế nào bạn có thể hát nông, không tệ cho rượu. Cái gì? Không có gì. Người phục vụ, cho tôi một ly nữa. Đó là bạn. Đó là ngôi sao lớn Giang U Iang đi bộ. À. Gì? Tôi vẫn chưa uống xong. Trà đá Long Island. Lại là anh đây, chàng trai đẹp trai. Lần trước tôi không có thời gian để dành. Tôi sẽ không để bạn đi lần này. Giống như Giang Vũ, tôi có thể yêu cầu bạn lần sau đừng uống nhiều như vậy được không? Tôi đã xin nghỉ phép cho bạn. Hãy coi đó như một giấc ngủ ngon cho ngày mai. Nó có ngọt không? Tôi thưởng cho bạn vì bạn trông rất đẹp trai. Sẽ thật tuyệt nếu Wei Chen cũng đẹp trai như bạn. sức mạnh của bạn sẽ không tệ hơn tôi sức mạnh của bạn sẽ không tệ hơn tôi một khịt mũi một thói quen nhảy lên người sau khi uống rượu khi nào nó có thể được thay đổi tại sao tôi thích bạn rất nhiều tôi thích bạn rất nhiều Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau khi tôi quay xong phim nhé. Vậy là bạn từ chối tôi. Người anh nói anh rất thích. Đó là lý do tại sao, tại sao? tại sao bạn ở đây tôi qua bạn ngủ ngon không tôi đêm qua ôm bạn ôm sau đó tôi sẽ hôn bạn một có nên không Cứ coi đó như thứ cậu nợ tôi lần này đi, lần sau nhớ trả lại nhé. Còn gì nữa? Đừng lo lắng, chúng tôi không làm gì cả. Phó tổng thống, hôm nay anh nữ lại cử người tới, anh ấy nói muốn nói chuyện với bạn về việc đầu tư vào dự án ngoại ô phía Tây. Biết một điều nữa, cô Giang lại lên top hot search sáng nay, vẫn ở bên Jinjun, chuyện gì đang xảy ra với lương tâm của bạn vậy? Có lẽ công ty đầu tư muốn đầu cơ, anh hùng và nữ anh hùng. Bỏ hết. Cũng nói với công ty đầu tư, thật vô nghĩa nếu không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào trong tương lai cổ phiếu nào không có dinh dưỡng. Đúng. Hãy quay lại và gửi cho tôi mật khẩu tài khoản Weibo của bạn. Tốt. Khương Du, cậu lại làm điều đáng xấu hổ gì sau lưng tôi nữa vậy? Kiểm tra Weibo. Quan viên cởi trần trở về với Chúa. Đưa cho tôi. Xin chào. Tôi đã uống hôm qua. Uống một ly. Tôi có tội gì? Chẳng phải hôm qua cậu đã nói Chúng hết tôi rồi có sao? mọi thứ đã không xảy ra. Rồi sao? Sau đó không còn nữa. Chỉ để thư giãn sau giờ làm việc. Hãy sống tốt và uống ít hơn từ bây giờ. Thế vừa rồi cậu đang làm gì thế? Đi tắm. Đi tắm nữa. Thở thế này nguy hiểm lắm. thế tôi không làm phiền cậu phải không? Bạn có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào bạn muốn mà không cần có tôi. Tôi gọi chỉ để hỏi bạn tại sao bạn khởi động lại tài khoản đó một lần nữa? Tôi nhớ bạn đã không đăng nhập trong 2 năm. Không phải chúng ta sẽ gặp nhau sớm sao? Vì vậy tôi muốn chuẩn bị trước để tiết lộ mọi chuyện. Công khai cái gì? Không có gì, bạn sẽ sớm biết thôi. không phải chúng ta sẽ gặp nhau sớm sao? Vì vậy tôi muốn chuẩn bị trước để tiết lộ mọi chuyện. Cô Giang mời mọi người uống cà phê và ăn nhẹ. Một lũ quê mùa chưa từng nhìn thấy thế giới. Giang Ngọc Dương Tôi sẽ khiến bạn hối hận vì đã cướp tôi, Sen ru. Việc quay phim có suôn sẻ không cô Giang? Tại sao người đàn ông này vẫn bị ám ảnh? Tôi sắp gặp quay Sen sớm. Lần này chúng ta phải loại bỏ hắn hoàn toàn. Anh Phu, trước đây tôi đã lấy nhầm người rồi. Hành động bốc đồng. Tôi xin lỗi vì ảnh hưởng này đã gây ra cho bạn. Ý nghĩa là gì? nhưng người bên kia là tôi. Có vẻ như bạn không hề thua thiệt phải không? Tôi biết anh Phu còn trẻ và có triển vọng. Kem của cây trồng chưa bao giờ bị từ chối. Nhưng tôi thực sự đã có nó rồi. Người mà tôi muốn gắn bó cả đời, người sẽ đi cùng bạn suốt cuộc đời. Ha <laughs> ha. <laughs> nó có thể là một loại đối tác hẹn hò trực tuyến, Tại sao anh ta lại không biết có chuyện gì đó không ổn? Đối tác hẹn hò trực tuyến nào? Nghe lạ quá. Đa dạng đối tác hẹn hò trực tuyến nào? Tôi là người của công chúng. Làm thế nào có thể yêu được rồi? Bạn không có biết toàn bộ về nó. Anh đã kể cho em nghe mọi chuyện vào ngày anh say. Nhưng tôi là người kín tiếng. Đừng lo lắng. Sẽ không ai biết đâu. Bạn điên à? Làm sao tôi có thể nói với anh ấy điều à, này? Bây giờ bạn đã biết mọi thứ. Tại sao bạn vẫn làm phiền tôi? Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn thậm chí chưa bao giờ gặp anh ấy? Nếu đối phương đã kết hôn và có con thì sao? Một kẻ cặn bã thích lừa dối. Hoặc có thể là một người đã gần 40 tuổi. Đủ rồi đấy. Đồ không thích tắm. Bạn đang nói về cái gì vậy? Cho dù bạn có ghen tị thế nào, không cần thiết phải sử dụng những phương tiện kén cỏi nói xấu tình địch của bạn. Tại sao? Bên cạnh đó, đừng đến với tôi nữa, để người khác khỏi hiểu lầm. Thầy Nguyên, đợi một chút, điều chỉnh trang bị ở đây, không sao đâu. Xin lỗi. Chị Lý Dương, tôi vừa nhìn thấy Phó Chủ tịch rời đi với vẻ mặt không vui. Bạn có cãi nhau không? Bạn có đang suy nghĩ quá nhiều về cuộc cãi vã không? Tôi không có gì để làm với anh ta, có chuyện gì ồn ào vậy? Có vẻ như tôi đã hiểu lầm. Chị Lý Dương, quần áo của bạn đẹp quá. Nữ chính xứng đáng là nữ chính. Ta. À, tại sao mấy ngày nay không thấy Phó Vũ Trạch? À, Phó Chủ tịch vẫn đang giải quyết một số vấn đề trong công ty. Phó Tổng thống, bà già đang dò gì? Này, có dò gì ở đây nào hãy nắm tay nhau. Bạn có ổn Đưa bàn tay bạn cho tôi. Nào, 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 nào. Nhanh, hút thuốc đi. Bạn ổn chứ? ông Phúc. Lương, cậu ổn chứ? Nhân viên của bạn thực hiện các biện pháp bảo vệ như thế nào? Bạn có thể làm được điều đó không? Chú thứ hai bạn. Tôi không quan tâm đến loại điều này. Chị Vân Dương, chị Vân Dương, em đã làm gì sai à? Tại sao bạn làm điều này với tôi? Xe xin rong, bạn đã nói xong chưa? Bạn nói gì? Tôi không hiểu có sự giám sát trên thiên đường. Anh Yang Yang Yang. Có ai gọi cho tôi trai Yang Yang Yang. Tôi thực sự sợ hãi. Tôi... Này, người này đang làm gì vậy? Không ai chú ý đến anh ta. Tôi xấu hổ thay cho anh ấy. Tại sao mọi người lại vây quanh bạn? Hạng vũ giao cũng là một con khốn giống như ngươi. Nếu còn trần trừ, ta nhất định sẽ tự tay tiêu diệt ngươi. Anh ấy quay lại. Bạn đã gửi Siru như thế nào? Tôi nghe nói bạn bao Tôi lao tới tôi ngay lập tức. Bạn ổn chứ? Bạn có muốn không đi phải hả? anh đã nói sau này sẽ không đến gặp em nữa sao? Xin lỗi siro xin tôi biết bạn vẫn còn giận chú hai của tôi. Bạn tin tôi đi, đợi tôi thêm chút nữa, hãy theo tôi và đứng vững trong sự phục Chúng xin. ta không cần phải sợ họ nữa. Tôi cho bạn một năm. Dù em có muốn anh đợi em bao lâu đi chăng nữa, bạn đã ở đâu khi tôi bị anh ấy bắt nạt? Lúc tôi bị Khương Vân Giao cướp mất vai diễn, anh ở đâu? Nhận được, hãy tin tôi lần nữa. Tôi đã tìm thấy sức mạnh của thuốc giải độc. Lần này anh ấy thực sự sẽ không đứng dậy. Hãy tin tôi một lần nữa được không? À. Tự mình quay lại. Nếu bạn không quay lại với tôi, tôi sẽ đi tìm Giang Yêu ngay lập tức. Không biết xấu hổ. Giang Yêu khiến bạn ghét tôi phải không? Tôi đã nói rất rõ ràng với bạn. Bạn có muốn gì khác không? Xin lỗi, tôi không có ý đó. Phó Văn Thâm có gì phải sợ? Không tương lai. Nếu tôi gặp lại anh ấy vào ngày mai, tôi sẽ tốt hơn cả vẻ đẹp và thảm họa. Tại sao? Bạn hôm nay thế nào? Gần đây trời lạnh, giữ ấm. Đừng lo lắng, tôi đang trong tình trạng rất tốt, mọi thứ đều ổn. Hôm nay bạn có gặp điều gì không vui ở trường quay không? Này, làm việc thì có gì sai. Nhưng tôi đã gặp một người mà tôi không muốn gặp. Có phải anh ấy là một người rất khó chịu? Nó cũng không được tính. Chỉ mỗi lần tôi nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ nghĩ đến những điều đáng xấu hổ. Vì thế tôi không ghét nó. Một, không có gì để nói. Tương dương, chăm sóc bản thân, sau này bạn sẽ biết một số điều. Ánh trăng đêm nay đẹp quá. Lâu lắm rồi tôi mới thấy bầu trời đầy sao đẹp như vậy. Ôi! Tôi đang mong chờ. Ngày tôi gặp em Một con khốn dựa dẫm vào đàn ông để giành quyền lực thì xứng đáng lấy đồ của tôi. Cả hai bạn đều là người trong ngành. Bạn nên biết bạn rõ hơn tôi. Động lực hiện tại của Jinger, nó có thể là thứ gì đó có thể làm dung chuyển ngành giải trí. Tất cả chúng ta đều biết cách phá vỡ các quy tắc. Tôi chỉ cần mua 5 triệu của bạn cho thương vụ này. Bạn có điên vì nghèo không? Cô thầm. Số tiền này mua chuộc bạn và sau này bạn phải trả lại. Được rồi, thế thôi, thực hiện theo các quy tắc trong vòng tròn. Tôi sẽ tìm người đưa vàng cho bạn theo 4 đợt. Giang Yu tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, nếu có tài liệu tốt hơn, bạn sẽ không thiếu tiền. Họ nói năng lượng đỏ nuôi dưỡng con người. Ba tháng không gặp, chị Du Giang trông trẻ hơn trước rất nhiều. Vâng. Tôi nhìn nước da của chị Xingru Có vẻ già hơn trước rất nhiều. Có những nếp nhăn ở khóe mắt tôi. Có chuyện gì vậy chị ru Bài học rút ra lần trước đã không làm bạn nhớ được lâu. Bí quyết lần này là gì? Tôi chỉ ghen tị với chị Du Giang vì có bạn trai, có ai không đau như tôi. Vô cùng bận rộn. Tôi thậm chí còn không có thời gian đến bệnh viện. Bạn trai gì? Anh Yang Xiu, anh đến rồi. Tôi đang thảo luận với chị Du Giang về bạn trai của chị ấy. Anh Lương Tú, đây có phải là món quà cuối cùng dành cho à, tôi không? Kết thúc quá hậu. Có chuyện gì với bạn vậy? Bạn trai em không biết hôm nay đoàn phim kết thúc. Tôi đã không gửi hoa cho bạn. Chị ơi, chị đang nói về cái gì vậy? Làm sao tôi có thể có bạn trai được chúng tôi lại chia tay? Tại sao? Không nhiều. Hãy trò chuyện một cách bình thường nhé. À, tôi nghe nói hôm nay cậu sẽ không đến dự tiệc của thiếu thiên. Yến Dương, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô thầm. Xin vui lòng tránh nó. À đây là Đừng làm học viên cao cấp nữa Nghe như khỉ Đừng nói nữa Được rồi anh trai Vừa rồi bạn vừa nói gì Dương Dương Cậu còn độc thân à Có thể đang độc thân trong thời gian này Thực tế Nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ không như vậy Phu Quen Sen Bạn đã xong chưa Những điều tôi nói hôm qua chưa đủ rõ ràng sao Phó Văn Thâm Liang Siêu đó rõ ràng có động cơ không trong sạch đối với bạn. Từ giờ hãy tránh xa anh ấy ra nhé. Anh Phu và sư huynh Liang Siêu là thần tượng của tôi. Xin hãy tôn trọng. Hơn nữa, người mà tôi thân thiết thì liên quan gì đến cậu? Thần tượng. Anh ấy là thần tượng của bạn. Thế thì tại sao bạn lại như thế này? Điều đó xứng đáng. Bạn có muốn một đối tác hẹn hò trực tuyến sẽ gắn bó với bạn suốt đời không? Bạn đang làm cai quay gì thế đừng tạo ra scandal về tôi. Hơn thế nữa, chẳng phải việc người đó có nhiều thần tượng là điều bình thường sao. Tại sao bạn lại đổ lỗi cho tôi về anh ấy? Bạn có thần tượng nào cảm ơn sự hỗ trợ của bạn? Ôi, dễ nói, dễ nói. Chuyện gì đã xảy ra với hòn đảo biệt lập của chị yêu? Tốt. Hỡi chú cá nhỏ. Tôi nghĩ phần tiếp theo sẽ là... Ý của bạn là gì khi nói liang xiu? Tại sao? Mềm lòng bạn chỉ đang cố gắng thể hiện đừng quá tuyệt đối trong mọi việc anh ấy thật vô dụng anh ấy không thể giúp tôi tôi cảm thấy phát gì? ốm khi nghe một lời anh ấy nói sẽ có một bữa tiệc tối đầy đủ vào tối mai sau đó tôi sẽ dẫn bạn đi tìm đồ chị hứa tôi không muốn đi cùng đàn ông nữa thật mềm lòng bạn không hiểu công việc này nếu bạn không có người ủng hộ ổn định thì sao khi nào chúng tôi sẽ gửi ảnh tôi không thể đợi nữa tôi phải tận mắt chứng kiến anh ta bị hủy hoại yên tâm Tôi sẽ tìm thứ phù hợp nhất. Rồi anh sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Nói vài lời, cuối cùng phim cũng xong. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến nữ diễn viên xuất sắc cô Giang. Ha ha ha, chúc mừng. Vui lên, vui lên. Anh Lương Tú là thần tượng của tôi. Hãy tôn trọng anh ấy. Bạn đang nói về Liang Siu có gì tốt ở anh ấy. Phó Chủ tịch Lương Tú là diễn viên. Anh Phu, khi nào anh định nói với cô Giang, danh tính thực sự của bạn? Nếu bạn làm điều này một lần nữa, cô Giang có thể đã bị người khác cướp mất. Hãy nói với anh ấy, anh ấy sẽ chỉ chạy nhanh hơn. Anh Lương thuộc công ty nào? Ảnh Trường An. Hãy đến nói chuyện với bạn làm việc của họ. Dù thế nào cũng đừng để anh nhàn dỗi. Sau tháng tới, tôi không muốn nhìn thấy bạn trong địa ngục. Hãy quay lại và tôi sẽ cho phép bạn. Bây giờ bạn đã đi chưa? Tôi sẽ giết kinh gian. Này Phó Chủ tịch Bạn đến đây để gặp cô Giang phải không? Vincent Xin lỗi đã làm phiền Dương Dương Bạn uống không tốt, uống ít hơn Hãy sống tốt và uống ít hơn từ bây giờ Tại sao học giả lại giỏi đến vậy? Ai nói tôi không phải là người uống rượu giỏi Ôi chúc mừng, chúc mừng Nếu bạn không muốn rời đi Hẹn gặp lại chị Yêu khi chị ấy quay lại bận rộng quá Ừ Thật khó để trở thành một người uống rượu giỏi Phải Ta Đi mất, tại sao bạn lại rời đi? Hãy đến, chúng ta hãy tiếp tục đến Không thể uống nhiều, rượu dở quá Ai, Ai đã cho bạn sự tự tin để uống nhiều như vậy? Hương vị rượu của bà tệ Phó Tổng thống, dù sao ngươi cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Kinh Đô. Nó dính vào tôi như thạch cao da chó suốt ngày. Không phù hợp lắm. Bạn đang nói về cái gì vậy? Giang Yêu, bạn có thể sử dụng bộ não của mình trước khi yêu cầu bạn nói không? Tại sao tôi không mô tả nó đủ thích hợp? Vị thần hùng mạnh đó. Wei Sen trong tâm trí bạn là nhân vật như thế nào? Bạn cũng hợp tác với Wei Sen Bi. Tôi bảo bạn, toàn thân bạn kết hợp lại không tốt bằng tại sao? một mái tóc thật quyến rũ, lái xe tốt, đúng. Tại sao bạn giận dữ? Bạn đã không yêu cầu điều này. Tôi sẽ gọi cho Wei Sen ngay bây giờ. Nói với anh ấy rằng bạn khó chịu như thế nào và ngừng chạy. Tại sao? Đừng nắm lấy nó. Tại sao điện thoại của bạn đầu chuông? Không thể nghe thấy bạn. Ha, ha. Bạn có ổn không? bạn không cần phải anh ấy đúng. sẽ không đón bạn đừng bận tâm dù sao thì ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vì thế bạn nên chết càng sớm càng tốt làm sao bạn có thể chắc chắn những thứ này suy không nghĩ phải viển vông <laughs> không đó không phải là phó chủ tịch đã từng ở đây anh ấy hẳn phải thích tôi và hai chúng ta là một cặp trời sinh. Vậy thì tôi chúc hai bạn có một mối quan hệ hạnh phúc và hòa hợp. Đúng rồi. Nhưng đừng nản lòng. Suy cho cùng, việc tôi yêu bạn đâu phải lỗi của bạn. À. Hết rồi, hết rồi, tôi thực sự đã đánh vào người chủ tịch tập đoàn Fuji. Hoàn thành. Không phải phó chủ tịch, cô Giang, lần này cô thực sự đã đi quá xa rồi. Lái xe của bạn. À. Anh ấy là Phó Văn Sơn, một người đàn ông có tầm ảnh hưởng lớn khiến nhiều người thay đổi thái độ sau khi nghe về tôi đã làm gì anh ấy, tôi vẫn có thể được cứu chứ? Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm biên kịch của tôi, bạn có hai lựa chọn: từ bỏ việc trở thành một vị thần, kết hôn với San, sự trục tội của bà Iazai đừng lại. Linh Trong, người đã rút lui khỏi vòng thứ hai. Đường nào cũng như núi, tôi khuyên bạn vẫn nên hãy nhanh chóng từ chức và gia nhập ngành. Tại sao bạn muốn tôi nói điều đó? Đừng lo lắng về điều đó, chỉ cần nắm bắt cả hai đầu. Một mặt, tôi dâng một món quà ngọt ngào cho thần bệnh dịch. Một mặt, bạn có thể tiếp tục tán tỉnh sen À, Lâm Xuân cảm ơn bạn. Chiến lược ra đầu chó, tốt nhất là bạn nên đi tắm và đi tạm biệt này. Tôi vẫn chưa hoàn thành. Tại sao tổng thống có thể làm bất cứ điều gì ông ấy muốn bất cứ ai bạn muốn? Kẻ lừa đảo hôi hám. Sức mạnh của tôi tốt hơn. Giao Cai mua cho tôi một biệt thự ở Sinh xin Sinh Luan. Đó không phải là cộng đồng của cô Giang sao? Ồ, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi thích nó quá. Ôi. À. Sức mạnh của tôi. Cá nhỏ, đừng đến muộn trong cuộc gặp đầu tiên. Thực ra, thực ra tôi mới là người. Nhưng tôi không có ý đó. Tôi là... Hôm nay tôi trông như thế này. Đừng thừa nhận sai lầm của bạn. Đã. Không có không, tôi cần đồ ăn và tôi ghé qua như thế tôi đã chờ đợi ngày này suốt hai năm rồi người tỏa sáng như một vì sao không thể chạm giống như có người luôn bên cạnh động viên tôi vậy cuối cùng tôi cũng có thể để mình bước đến bên anh thật bình yên Tại sao? Cô Giang, vui lòng cho tôi biết lý do tại sao chúng tôi muốn chia sẻ vị trí của bạn với người hâm mộ. Đây chỉ là sự hiểu lầm. Có thực sự có hàng đợi so với kiếp trước của tôi? Cô Giang, xin hỏi cô đã mang thai lần thứ ba đúng không? Điều này có đúng không? Bạn đã nhìn thấy bà trai? Đây đều là tin đồn. Bạn thực sự có thai phải không? Nó không như thế này. Cô Giang hãy trả lời đi. nếu tôi nhớ chính xác. Đây có phải là lần thứ hai cô Giang lao vào vòng tay tôi không? Cô Kiều, cô Kiều, cô Kiều, xin hãy làm ơn hãy trả lời, ai là người thật? Không có gì, đây đều là tin đồn. Không như thế này. Cô Giang không có gì cả. Chỉ hỏi thôi. Cô quen xanh giang trả lời anh trai. Xin lỗi đã có chuyện xảy ra đột ngột. Bạn ổn chứ? Hãy cho tôi chút thời gian để giải quyết nó. Tôi sẽ đưa bạn về nhà. Vân vân. Phó Văn Sinh. Tại sao bạn ở đây hôm nay? Ừ tôi. Ờ, ừ, chỉ đi ngang qua thôi. Theo dõi tôi không phải việc của tôi. Nó có liên quan gì đến bạn? Hãy để cơn mưa nhẹ làm bạn bình tĩnh. Hãy để tôi yên, được chứ? <laughs> Tiếp tục mua thêm các tìm kiếm nóng. Vương Giang Ngọc khiến đời tư hỗn loạn và Phương Minh Anh. Giang Ngọc Dương, Giang Ngọc Dương, sao anh dám để tôi đi cùng anh ngay từ đầu? Thì bạn nên nghĩ rằng bạn cũng sẽ có ngày hôm nay. Tôi sẽ không bao giờ để nó đi lần này. Xin yêu cầu mọi người im lặng chuyện này hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng đừng lo lắng, cô Giang chắc chắn sẽ cho bạn một lời giải thích. Khi nào tôi có thể đưa ra lời giải thích rõ ràng. Ngoài. Dương Dương. Bạn lại xuất hiện vào lúc này, nó sẽ chỉ khiến mọi việc ngày càng rắc rối hơn. Xin vui lòng cho tôi biết, đúng, không, bạn ở đâu? Hiện tại có rất nhiều phóng viên đến trước cửa nhà cô Giang. Giao Giao, bây giờ em đang ở đâu? Đừng quay lại. Đầu tiên hãy nghĩ cách ở lại nhà một người bạn, chờ cho đến khi tôi thoát khỏi rắc rối trước mắt, tôi sẽ tìm bạn lần nữa. Bạn sẽ ở lại chỗ tôi trong vài ngày tới, có nhân viên bảo vệ toàn khu biệt thự, những phóng viên đó không thể vượt qua được. Không cần tôi phải tự làm. Bạn muốn tôi làm gì? Bây giờ có nói gì cũng vô ích phải không? Xin lỗi. Sâu Palace vừa được hoàn thiện. Họ đến để vu khống tôi. Những bức ảnh đó là bằng chứng không thể chối cãi. Có nói gì cũng vô ích. Bạn có thể ngủ ngon ở đây với tôi. Để phần còn lại cho tôi. Một. Xin lỗi, là tôi đã không bảo vệ em. Liên hệ các công ty giải trí lớn để ép hit. Tôi sẽ cho bạn thêm một đêm nữa để tìm hiểu. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Đúng Anh Phu, chúng ta gặp nhau được không? Cảm <laughs> ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm trong thời gian này. Là một trong những nhà đầu tư của Diêu Gong, gia đình Phu, nó thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều. A là người tôi thích. Vì vậy tôi hy vọng anh ấy có thể khỏe mạnh hơn bất kỳ ai khác. Tôi rất hiểu rõ về các lực lượng trực thuộc thủ đô đế quốc. Tôi cũng hiểu hậu quả của việc không tuân theo hình xăm của bạn. Bạn sẽ nói gì khi đến gặp tôi? Nói sự thật, tôi chỉ muốn hỏi. Bạn là những người giàu có. Tất cả các bạn có thích chơi với cái cô gái trẻ xinh đẹp. Thực ra, tôi thực sự không cần phải giải thích với bạn. Nhưng tôi chân thành về mọi thứ. Sau này bạn sẽ hiểu. Chân thành. Tôi không đủ tư cách để ngồi đây với bạn nhưng tôi đã tự mình tạo ra mọi thứ. Nếu có ai dám làm tổn thương anh, nếu có ai dám làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ giải quyết theo cách riêng của mình. Ban đầu tôi muốn nói sự thật ngày hôm nay. Bằng cách này, tôi có thể bày tỏ tình yêu của mình với anh ấy một cách hợp pháp. Vậy bạn là ai? hôm nay không còn câu chuyện nào nữa đừng đi đừng sợ không không phải vậy trả lời điện thoại trả lời điện thoại siêu siêu đại lý gọi cho bạn Chị yêu, chị ổn chứ? Tôi cũng ngứa. Bạn dạo này thế nào? Để tôi nói cho bạn biết, bây giờ công ty đang gặp rắc rối. Chúng tôi đang tìm kiếm một nhóm PR mới. Đừng lo. Để tôi nói cho bạn biết, chỉ cần ở lại với phó tổng thống. Đừng đi đâu cả. Làm theo sự sắp xếp sao tôi phải nghe lời anh ấy. Anh có thể để Chu Chu đưa tôi về được không? Tôi không thể. Xin <laughs> chào. Ngay cả khi bạn không lắng nghe tôi, bạn cũng nên tin tưởng vào em gái yêu của mình. tôi không có ý đó tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến việc thi lại bạn có quá nhiều lo lắng bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì hãy coi đó như việc bạn tự cho mình một kỳ xin lỗi ông phu lần này tôi là người khiến anh gặp rắc rối đây không phải là lỗi của bạn nhớ uống thuốc nhé dương dương bạn có khỏe không xin lỗi tạm thời thả bồ câu đi đừng nói xin lỗi với tôi gần đây tôi đã thấy mọi thứ tôi tin bạn vì vậy hãy điều chỉnh bản thân thật tốt nhé anh không muốn em phải gánh nặng vì anh vâng ba ngày sau, tôi sẽ ở thủ đô khai mạc hoạt động offline tại Sika An San. Hoa mận rơi ở Nam Sơn. Tiểu thuyết đầu tay của Ngụy Thần, công việc hấp dẫn nhất của tôi. Bạn có thể đến và để chúng ta cùng nhau đối mặt với nó được không? cùng nhau đối mặt với nó có ý nghĩa gì? Và những hoạt động offline mà bạn đã đề cập, bạn phải xuất hiện trước mặt người hâm mộ. Có vài điều anh muốn nói trực tiếp với em. Nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết, nếu vào lúc này tôi đã được chụp ảnh tham dự sự kiện offline của bạn, tôi sợ nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến dư luận đối với bạn. Không có điều nào trong số này để đó cho tôi. Khi đó sự lựa chọn sẽ thuộc về bạn. tôi không hiểu ý của bạn tin tôi đi tất cả điều này sẽ sớm kết thúc để lại sự lựa chọn cho tôi trong hai năm qua wei không bao giờ tiết lộ với thế giới bên ngoài bất kỳ thông tin cá nhân tại sao lần này đột nhiên có sự kiện offline có phải vì tôi không tôi cần suy nghĩ về nó Phó Tổng thống, các tay săn ảnh lén chụp ảnh đã bị chúng tôi kiểm soát, và chúng tôi đã tìm thấy, lần này và lần trước người ta mua hot search và tung tin đồn về cô Tiêu, là cùng một người. Giải trí buổi tối Lotus là phó chủ tịch. Hai Hua là người đại diện của cô Sen. Và vấn đề này liên quan đến phó chủ tịch trẻ. Đôi cánh thực sự rất cứng. Thông báo cho người đó đình chỉ mọi công việc trong công ty. Rồi đưa anh về nhà cũ. Những người còn lại. Mọi người liên quan đến vấn đề này, tất cả đều bị cấm trong ngành. Sau đó hãy nỗ lực hết sức để có được vốn chủ sở hữu của Nose Entertainment. Quý cô nội tâm, khuôn mặt xinh đẹp như củ gừng, bạn trai tôi là chủ tịch tập đoàn Fuji có công nhưng lại là nhà đầu tư chắc chắn rồi trên thế giới Cô có Giang càng càng tốt. ông ấy là chủ tịch của Fuji chỉ cần cho anh ta một danh hiệu đoán xem cổ phiếu Fuji sẽ tăng hay giảm bạn thấy khỏe hơn thế nào tôi ổn ông Fu khoảng thời gian này đã ảnh hưởng không tốt đến Fu tôi rất xin lỗi công ty đã giải quyết vấn đề này rồi sức nóng đã bị dập tắt rất nhanh tôi sẽ đưa ra tuyên bố sớm nhất có thể hãy nói với mọi người không có mối quan hệ nào giữa chúng ta những tổn thất mà công ty phải chịu trong giai đoạn này tôi cũng sẽ cố gắng hết sức bạn không tin tôi, không phải tôi, tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là Nó thực sự cần phải được giải quyết càng sớm bạn càng tốt. Bạn định làm gì? Tôi sẽ không ngăn cản bạn. Tuyên bố sắp được ban hành, nhưng không phải bây giờ. Đợi ít nhất hai ngày sau. Đợi gặp Ngụy Thần rồi mới quyết định. Làm sao bạn biết tôi sẽ đi? Quên đi, bạn là Phu Quen Seng. Rất ngớ ngẩn. Quyết định tôi đã đưa ra. Bạn là người thuần khiết nhất mà tôi từng thấy, bất kỳ ý tưởng nào bạn có tôi ủng hộ mọi quyết định. Cảm ơn. Chín mặt trời. Giọng nói của bạn giống anh ấy. Yang Yang, cuối cùng bạn đã tỉnh dậy. Sao cậu lại ở đây, Chu Chu? Chính phó chủ tịch đã đặc biệt cử người đến đón tôi. Nói rằng tôi sợ bạn sẽ cô đơn. Bạn không biết. Tôi đã lo lắng cho bạn những ngày này. Không sao đâu. Chỉ là dạo này tôi hơi mệt thôi. Nhìn nhanh lên. Chủ đề đã chết. Cơn nóng cũng đã biến mất. Tôi chưa bao giờ thấy một đội hình lớn như vậy. Lần này phải là một người đàn ông giàu có mới ra tay cá nhân phu rời khỏi game và xóa hot search. Điều này chẳng phải càng khẳng định suy đoán của cư dân mạng sao? Bạn chỉ nghĩ quá nhiều. Điều quan trọng nhất bây giờ là việc ai đến giúp đỡ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là ngày mai bạn gặp Wei Sen. Bạn dự định lựa chọn như thế nào? Thực ra tôi khá lo lắng. Tôi không có ý kiến tại sao Ngụy Thần lại chọn thời điểm này để gặp mặt. Ian, Ian, hãy tự tin hơn. Cuộc họp Wei Sen này, có lẽ nó chỉ dành cho bạn. Tôi tin vào anh ấy, nhưng tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Nó không quan trọng. Dù sao thì anh ấy cũng đã nói rồi. Sự lựa chọn là của bạn. Một. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ ở bên bạn. Phó Tổng thống, cảm ơn bạn đã đưa Yang Yang vào nhà của chúng tôi trong thời gian này. Cô Lý. Kể từ bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc Yang Yang. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Yang Yang. Nhưng không dành cho bạn. Được rồi, nếu bạn cần bất cứ điều gì khác, bạn có thể liên hệ với trợ lý của Một, tôi bất cứ lúc nào. Đừng sợ tôi. Một. Ông, mặt truy tình bạn trước đây của tôi với nhà họ Lữ. Chỉ giúp tôi với. Ông, mặt trời. Này, làm ơn đừng cúc máy Ông Lữ mặt trời. Lão Trương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hứa, sao em còn chưa chạy đi? Thịt mũi, nếu tôi rời đi, tại sao tôi phải rời đi? Tổ đoàn Nusen có thể đạt được quy mô như ngày nay không? Chị hứa nhất thiết phải nói với em, sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, muốn đuổi tôi đi. Trừ khi tôi chết. Chết tiệt. Bao năm qua tôi đã nghe lời anh bao việc vật, thật là một sự trùng hợp ngẫu. nhiên. Tôi đã xúc phạm Phu Quen Xen. Không ai có thể cứu bạn. Phó Văn Thần không phải là phó nhất trạch sao. Trước khi gia đình Phu trở lại, chạy nhanh đi, quan trọng là phải cứu mạng trước, sẽ quá muộn để chạy sau vài ngày. Không thể nào mà gừng được. Vu Dương có năng lực như vậy sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở bạn. Nếu bị bắt thì đừng cắn tôi. Chị hứa, chị hứa, công ty sắp chấm dứt hợp đồng, công ty không còn quan tâm tôi phải làm gì đây, chị hứa. Chị hứa, tôi là chị hứa, người đối xử với tôi như một tôi không biết bất cứ điều gì, tôi không biết bất cứ điều gì. Bạn không thể phớt lờ tôi, chị hứa, chị về nhà trước nhé. Đừng lo lắng, chị hứa ra ngoài có việc, sẽ quay lại sớm. Bạn có tin chị hứa sẽ không bỏ rơi bạn không? Được rồi, được rồi, sẽ không bỏ rơi bạn. Bạn về nhà trước đi, về nhà đi. Chị hứa, chị hứa, chị hứa. Chị hứa. Bạn không thể phớt lờ tôi, chị hứa. Nó giống nhau, nó giống nhau. Chính anh là người đã lấy đi tất cả những gì thuộc về tôi. Cái gì của tôi cũng là của tôi. Để tôi đi bạn biết tôi là ai, để tôi đi. Hoa sáng rực rỡ, tôi đã suy nghĩ về vết cắn này trong một thời gian dài. Hãy thử nó. Thời gian tốt đẹp sắp hết. Vì lợi ích của anh Phu, anh là một người tốt. Tôi sẽ không làm phiền bạn. Hãy trân trọng khoảnh khắc này cảm thấy tốt hơn. Tôi ổn. Cảm ơn bạn đã giúp tôi tôi, tôi nấu cháo rồi. cho người chua. Bạn có muốn thử không? Được rồi. Ừ. Tốt. Anh Phu, ngày mai tôi sẽ đi. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của bạn đối với tôi trong thời gian này. Không cần phải nói chuyện này giữa chúng ta. Trên thực tế, nhiều lần, tôi không thể đáp lại cảm xúc của bạn. Tôi cảm thấy khá có lỗi. Có lẽ tôi chỉ đang tự trách mình. Phó Văn Thâm, tôi xin lỗi. Người vẫn hối hận là tôi. Cái gì? <laughs> Tin tức Siang Bao của Ai Can, Nua Sen Entertainment bị điều tra vấn đề thuế. Người có liên quan có trách nhiệm đã bỏ trốn cùng số tiền đánh giá lô lớn nhất hàng quý, lên kế hoạch để có được nó. À, công ty của tôi vẫn còn tôi việc đi đầu phải làm. tiên. Phu Quen Sen, bạn có ngốc không? Hãy để người khác trêu chọc bạn một cách bạn thật quyết tâm, chỉ cần nộp mình trong một cú ngã. Đi ngủ sớm. Phó Tổng thống. Lotus, anh, anh chạy đi, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Vâng, còn có Phó Chủ tịch Sen Sin Cô Sen, anh ấy có vẻ điên rồi. Biết. Không được phép mù quáng. Đây không phải là điều bạn đang chờ đợi sao. Hãy đến với anh ấy với tinh thần tốt nhất có thể. Gọn gàng, không biết lý do tại sao chợt thấy buồn quá buồn bạn có quá phấn khích không ôi chúa ơi chỉ hỏi thôi cô văn sinh giang trả lời rất nhàm chán cảm giác như nghẹt thở không có tôi tôi biết sẽ khó để đưa ra lựa chọn nhưng hãy cứ làm theo trái tim mình không suy nghĩ quá nhiều, bạn chỉ nên cảm thấy tội lỗi cho Fu Wensen, phải không? Tôi hy vọng đó thực sự chỉ là cảm giác tội lỗi. Phó chủ tịch, chúng ta có nên về sớm không? Giữ lấy. Cài đặt mở. Tất cả các hạ đội đã sẵn sàng chưa? Mọi thứ đã sẵn sàng, đừng lo, phó tổng thống. Cô Xiao đã khởi hành rồi. Bạn đã có bữa ăn sáng chưa? Bác sĩ có thông quá? Tôi sẽ đưa bạn đi ăn. Đợi chút, tôi hơi lo lắng hẹn gặp lại sau khi sự kiện kết thúc đi bộ ngụy tương vệ tương ngụy tương không ngờ ngụy tường cũng mới 2 tuổi ngụy tương vẫn cao như vậy họ có phải là cô giang và cô linh bạn là wei xiang tôi muốn mời wei xiang đến đây ngụy tương tôi là nhân viên của sự kiện offline này hãy đi cùng tôi sắp xếp các kênh chuyên dụng tại chỗ cảm giác an toàn mà wizen mang lại cho bạn thật tuyệt vời Chú có nghĩ chúng ta sẽ gặp anh ấy ở đây không? Ai biết? Có lẽ Ngụy Thần đang bí mật theo dõi bạn. Phó Chủ tịch, đây là văn bản phê duyệt mà tôi sẽ sử dụng chiều nay. Sở hữu. Ai có thể nghĩ? Vị thần vi mô hàng đầu trong vòng chuyên viên, bạn vẫn đang xem xét và phê duyệt các tài liệu của công ty trước khi tham gia sự kiện. Tôi đã nhìn thấy bạn. Người đàn ông này rất giỏi tạo ra sự lãng mạn phải không? Ồ, hai năm qua bạn đã ăn uống rất tốt. Không, Chu Chu, tôi cảm thấy rất hoảng sợ. Có gì phải sợ? Kính gửi các vị thần vi mô từ khắp nơi trên thế giới. Người hâm mộ lớn. Chào buổi sáng các bạn. Lý do tại sao tất cả chúng ta ở đây vào lúc này, đó là vì thần tượng bí ẩn chung của chúng ta Wei Sen, trong sự háo hức chờ đợi của mọi người, cuối cùng cũng xuất hiện hãy, chúng tôi chào đón Wei Sen với sự cổ vũ nồng nhiệt nhất. Microgami, vi thâm vi thâm vi thâm. Vi thâm vi thâm. Ngụy thần. Ôi Chúa ơi, hãy nhìn vào nơi tận cùng của Wei thực sự đã xuất hiện. Anh ấy là người chỉ đồng hành cùng tôi bằng giọng hát của anh ấy trong hai năm. Những người không biết gì nhưng lại hiểu nhau. Điều này đầy những điều chưa biết từ đầu đến cuối cảm giác nghi ngờ bản thân. Chỉ bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể chứng minh điều đó với chính mình một cách chắc chắn sự tồn tại của bạn có tồn tại không. Chào buổi sáng mọi người. Tôi là chị Quay. Trước tiên xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Vượt ngàn dặm để đến đây vì em. Lý do tại sao tôi sắp xếp cuộc họp ngày hôm nay không chỉ là một món quà cho tất cả những người ủng hộ Wichon. Đồng thời tôi cũng muốn cho mình một mối tình kéo dài 2 năm, làm một đoạn văn, bởi vì tôi lo lắng rằng nếu tôi không nói điều này, sẽ không có cơ hội trong tương lai. Dương Dương, tôi không bao giờ tin vào những cuộc gặp gỡ bất ngờ, vì tất cả những giao điểm giữa chúng ta. Tôi đã lên kế hoạch này từ lâu. Nó có nghĩa là gì? Dương Dương là ai? Bạn vẫn đang theo đuổi nó phải không? Ai đang yêu trên Weibo? Tại sao bạn đã ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao? Có gì đó không ổn à? Ai không thể nhìn lên lối vào lối đi bên trái? Đi nhanh đi Dương Dương. Tôi sẽ che chở cho bạn. Cảm ơn bạn đã đến. bạn có nhìn thấy tôi không vincent sao anh cũng ở đây ôi vincent nhìn này không có tiền tại sao bạn ở đây sau đó quay lại và xem hãy quay lại và nhìn xem vincent anh đang làm gì vậy mở bạn có muốn nói điều gì đó có chuyện gì vậy tôi đã nhìn bạn rất lâu đó là tất cả những gì bạn muốn nói okay. tránh sang một bên tôi không có ý nói dối bạn tôi không muốn nói chuyện với một kẻ nói dối hãy để tôi đi bởi vì tôi sợ tôi sợ sẽ mất em nếu nói ra sự thật dòng vô tính bạn biết rõ rằng thần bệnh dịch là dành cho tôi, thật là một sự tồn tại quan trọng. Bạn vẫn sử dụng danh tính của Fu Wenseng hàng ngày, tò mò vào cuộc sống và cảm xúc của tôi. Hôm qua tôi đã nghĩ thật buồn cười đến mức bạn thật thảm hại. Tho đang ở trong đó, và người phụ nữ đó. Thần sấm, đứng đây. Chúa. Tho, anh chắc chắn không biết tại sao hậu trường không có nhân viên bảo vệ. Nhiều tay săn ảnh và người hâm mộ trong phòng chờ đã lẻn ra ngoài. Phải làm gì với Tho sau khi chúng ta được chụp ảnh? không chỉ là một cuộc thi lại ngay cả những cái tên nguy hiểm cũng sẽ bị hư hại nguy hiểm 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 bạn đang làm gì thế nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm cô ấy thực sự trông giống nữ minh tinh giống như gừng rất thú vị nó ngọt ngào như một bộ phim thần tượng thật ngọt ngào Ông Phúc, bạn đã đến vừa kịp lúc. Còn Dương Dương thì bạn đã thấy vệ sinh chưa? Bác ơi khi về sẽ nói chuyện nhé. Kích thích sự thèm ăn của tôi một lần nữa. Rất tiếc, không. Chưa kể cảm giác khó chịu khắp người. Nói nhanh đi. Dương Dương, ít nhất là cơn bão dư luận. Bạn có thể ngừng đa cảm như vậy được không? Kể cả khi bạn giúp tôi lần này, tôi cũng sẽ không biết ơn bạn. Này, có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Đây là trò chơi dành cho những người giàu có phải không? Bạn nghĩ rằng thật vui khi trêu chọc tôi bằng hai danh tính, đúng rồi người giàu, tôi bảo bạn, tôi cũng sẽ như vậy, anh sẽ không chơi những trò trẻ con như vậy với em nữa. Tại sao? Tôi không coi đây là một trò chơi. Bạn đã bao giờ thấy một số người chơi game và đánh mất chính mình chưa? Dương Dương, có lẽ tôi có tấm lòng rộng lượng. Bây giờ tôi cảm thấy thế nào về kết quả này? thực ra nó khá tốt gọn gàng bạn không biết tôi quan tâm đến điều gì à tôi không quan tâm anh ấy là ai tôi chỉ quan tâm đến anh ấy tại sao fu Sen lại nói dối tôi như vậy rõ ràng là anh ấy đã có cơ hội nói với tôi rất nhiều lần nhưng anh ấy không nói gì cả tôi cũng không hiểu nhưng bạn thấy đấy dư luận bây giờ đã hoàn toàn đảo ngược sự đảo ngược lớn bạn trai bí ẩn tương tự sẽ được sang ký hợp đồng đứng đầu vị trí c anh ấy đối mặt với tất cả điều này một mình mà không nói với tôi, giữ tôi trong bóng tối như một chú hề. Nhưng liệu anh ấy sau khi nghĩ lại, tôi không muốn anh ấy phải chịu đựng điều này, tôi có thể gánh chịu hậu quả một mình. Những gì tôi muốn, chỉ cần có thể đứng cạnh anh ấy. Có lẽ anh ấy không muốn bạn bị tổn thương. Rốt cuộc, lần này anh ấy đã đặt mình vào đó vì bạn. Tôi thấy anh ấy đối xử với bạn. không hề giả tạo. Sau hai năm, tất nhiên tôi biết anh không hề giả tạo. Điểm mấu chốt là, anh ấy có thể chơi với tôi như thế này chỉ vì anh ấy yêu tôi Cao Kazuo? Được rồi, bác Chu. Trời đã muộn rồi. Bạn quay lại và nghỉ ngơi. Tôi muốn ở một mình. Vâng. Sau đó bạn phải chăm sóc bản thân mình. Nếu bạn không vui, bạn phải nói với tôi. Xin chào. Fu San, bạn đang làm gì ở đây? gian Nan lúc này đang rất tức giận. Tôi biết việc mình làm khó mà người khác chấp nhận được. Xin lỗi. Vâng, bạn muốn làm một bộ phim, cũng lớn và nhỏ, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để xin lỗi. Quay lại nhanh. Colin, tôi thực sự đang di chuyển. Di chuyển nơi. Đây có phải là sự khác biệt giữa con người? Hóa ra người giàu lại dễ bị đánh đập khi theo đuổi con gái. Tôi muốn viết nó ra, được viết vào kịch bản của tôi. Nếu Colin thích nó, tôi cũng có thể đưa cho vẫn còn quá sớm hãy đợi cho đến khi chúng ta thực sự trở thành một gia đình tôi đi đầu tiên cố lên nào chú thứ hai nhìn bạn như thế này bạn có xứng đáng với sự tu dưỡng cẩn thận Chú của thứ ông hai? không? Tôi nghe Triệu Khải nói anh đã đưa Xinrong đến bệnh viện phải không? Tôi xin bạn. Hãy để tôi mang trái cô ấy không thể làm điều đó. Bạn có quyền thoái hóa trong bao lâu? Người phụ nữ đó sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình. Tôi sẽ không để nó đi. Chú hai phải không? Như là, người quản lý của anh đã khiến vợ anh trở nên như thế này. Nó không liên quan gì đến anh ấy. Chú hai thực sự là. Có ai được tìm thấy chưa? Chú thứ hai vô dụng. Người đàn bà đó thật độc ác. Sinru chỉ là một quân cờ trong mắt cô ấy. Cô ấy sẽ không quay lại vì Sinru. Lize, hãy nghĩ về điều đó. Chỉ vì bây giờ bạn trông như thế này, ngay cả khi tôi giao sen Sinru cho bạn, bạn có thể bảo vệ nó. Anh hứa với 21 em chỉ cần trao cho anh trái tim của em. Tôi sẽ học tập chăm chỉ trong tương lai, đặt nền móng cho hoạt động kinh doanh của công ty. Chú thứ hai, tôi xin bạn, bệnh tim không thể trì hoãn được nữa. Chú thứ hai, chú thứ hai, xin rong xin rong đã đến giờ uống thuốc tôi không muốn nhìn thấy bạn bạn lãng phí tôi cảm thấy phát ốm khi chỉ nhìn bạn xin ru tôi là anh trai chủ tịch của bạn phó trúc tử ngươi không cho là ta thực thích ngươi sao người tôi thích chỉ là gia đình phu của bạn nhìn bạn kìa tôi chỉ nghĩ bạn là một tên ngốc to lớn còn tệ hơn một con lợn hay một con chó đây là tất cả những mọi người khác đều là người phụ nữ đó Chính người phụ nữ đó đã làm hại không, anh không. phải không? Đó là chị hứa. Chị hứa sẽ không nói dối tôi. Chị hứa là người tốt nhất đối với tôi. Cô ấy là người tốt nhất đối với tôi trên thế giới này. Cô ấy sẽ không nói dối tôi phải không? Cô ấy sẽ không nói dối tôi. Họ đều là Giang Yêu Niao. Tất cả đều là con chó cái. Tất cả là lỗi của cô ấy. Mật khẩu mới do Phó Chủ tịch thêm vào đã được gửi cho bạn. Trước hết chúng ta hãy tìm bác sĩ và tiếp tục xem xét bảng nước. <laughs> bạn đang làm gì vào lúc nửa đêm tôi đã tìm công thấy việc nào? lồng tiếng đầu tiên tôi không có hứng tôi đã nói tôi không muốn nói chuyện với kẻ nói dối à. tại sao tôi tôi thực sự không có ý nói dối bạn ông phúc bạn có phải là hàng xóm mới bên cạnh không? Còn tôi thì sao? Thích phát điên, luôn luôn ồn ào vào lúc nửa đêm. Vì bạn đã hạ cố sống ở đây, có lẽ bạn sẽ không phiền đâu phải không? Đến chụp ảnh một người từ bên cạnh, hoàn hảo. Cảm ơn thầy. Cảm ơn. Gia đình chúng tôi ngày càng giống một ngôi sao lớn trong mọi việc. Đó không phải vì chị yêu yêu tôi, sau đó lên xe nghỉ ngơi một lát, để tôi xem ảnh cho bạn nhé. À bạn có muốn nó không bạn có muốn Chỉ cần ký tên của bạn, tại sao? Vui lòng ký tên của bạn, quay về đi, anh và em cũng muốn vậy. À, bạn có thể đưa tôi ra khỏi danh sách đen được không? Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao? Phó chủ tịch Gong Siang giờ đã là ngôi sao nổi tiếng. Không phải là tôi đã bị thu hút bởi sự nổi tiếng của một ngôi sao lớn sao? Tôi không cần. Anh Lục, anh có bận không? Tôi đi đầu tiên. Tại sao lại là anh ta? Giang Du Gian, em đã phá hỏng mọi thứ đối với anh. Đã hủy hoại mọi thứ đối với tôi. Giang Ngữ Yên, ta muốn giết người. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Hãy để tôi đi và tôi sẽ giết anh ta. Đừng sợ tao giết Giang Ngữ Yên. Tôi đã giết anh ta khi tôi sẽ không ở ai làm tổn thương bạn. Anh Israel sẽ mua hoa cho em. Anh Israel. Cảm ơn. Giang Dương. Bạn có đói không? Tôi đã nấu một bát cơm. Phu Quen Sen, bạn bị bệnh à? Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu tôi bị bệnh lần nữa. không có chị gái. Chị yêu Dương. Tôi thực sự sợ hãi. Bạn có thể giúp tôi được không? Ai đã làm điều đó? Họ ép tôi uống thuốc. Tôi không muốn. Tôi không muốn. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Bạn có thể giúp tôi được không? Họ là ai? Tôi không biết họ là ai. Họ ép tôi uống thuốc. Nếu tôi không đồng ý, họ sẽ đánh tôi tại sao bạn đánh tôi chị minh dương tôi biết mọi thứ đều không ổn với tôi muốn trách thì trách hoa sen đợi anh lấy thuốc cho em nhé cứ ngồi xuống đi à để làm gì à cá nhỏ đi chết đi Tất cả là do bạn và tôi. Tất cả điều này là nhờ bạn. Đi chết đi. À. Song trùng. Đợi tôi một chút. Thức ăn 120. câm miệng đối tác hẹn hò trực tuyến nào đừng tạo scandal về tôi hơn nữa chẳng phải người đó có nhiều thần tượng là chuyện bình thường sao tại sao bạn lại đổ lỗi cho tôi về anh ấy vi thâm vi thâm vi thâm vi thâm vi thâm tôi độc hại ngụy thần ngụy thần vệ thần vệ thần chào mừng bạn weyzen bạn đang làm gì thế giáo viên xin lỗi làm ơn không sao đâu miễn là bạn có thể tốt tôi sẽ hứa với bạn bất cứ điều gì tôi muốn phó sinh khi em tỉnh dậy anh sẽ gọi bác sĩ mệt bạn muốn nói gì tôi đang lắng nghe bạn cảm thấy thế nào à bạn bạn ổn chứ đừng làm tôi sợ bạn đang cười gì vậy thực sự đau nhưng nếu bạn có thể đưa tôi ra khỏi danh sách đen có thể tốt hơn làm tôi sợ tôi tưởng bạn sắp chết bạn có biết tôi có một giấc mơ tối qua trong giấc mơ em vẫn gọi tên tôi và nói rằng anh ấy sẽ tha thứ cho tôi tôi vẫn chưa quyết định có nên tha thứ cho bạn hay không ít mơ mộng hơn. Thế khi nào cậu mới tha thứ cho tôi? Phó chủ tịch, phó chủ tịch. Cuối cùng thì ngài cũng đã tỉnh dậy, phó chủ tịch. Tôi đi ngay bây giờ đây. Bạn có muốn ăn hay không? Có chuyện gì với bạn vậy? Vết thương đau biểu hiện của bạn là gì ý nghĩ bị bạn trêu chọc và phải đút cho bạn ăn khiến tôi tức giận đừng giận em sai rồi tôi sẽ tự mình ăn thịt bạn bạn không cảm thấy đau đớn ôi tôi tôi không thể chịu đựng được nữa xin chào hỏi bạn một câu hỏi nhìn hạnh phúc khi tôi khoe với bạn những tiến bộ mà tôi và Wei Sen đã đạt được. Bạn có rất tự hào không? Đúng là có chút tự hào, nhưng thoải mái hơn. Mặc dù bạn ghét phu Wensen, Sen, nhưng ít nhất ngụy thần chiếu thích bạn. Và với vị thần nhỏ luôn chúc tôi ngủ ngon mỗi ngày. Chính Wei Sen đã kể cho tôi nghe câu chuyện. Và Fu Wen Sen. Cứ theo tôi như một miếng kẹo cao su dính. Nhân tiện, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn thái độ của tôi đối với Ngụy Thần. <laughs> Xin lỗi. Willis của Run. Khi tôi biết bạn là bạn, ngoại trừ sự ngạc nhiên, rõ ràng là tôi cảm thấy may mắn, rõ ràng là rất hạnh phúc. Nhưng tại sao bạn lại không muốn thừa nhận điều đó? cá gừng. Thực ra tôi đã vô thức rồi. Bạn đã yêu điều đó, bạn đã bám vào người bạn cả ngày phải không? Xin chào giám đốc Gu, cô Trương. Hồi đó tôi mới biết về vị thần hùng mạnh mà bạn đã giới thiệu với tôi. Hóa ra anh ta là phó chủ tịch. Hai người đang làm gì vậy? Không, đây chỉ là một hòn đảo hiểu lầm. Đây không phải chỉ là sự trùng hợp sao? Tôi đã lo lắng vô ích. Đó chính là cổ phiếu của hai bạn bây giờ, nhưng trời nóng. Nhìn này, bạn có thể nghĩ ra cách để thảo luận vấn đề này với phó chủ tịch. Khi nào bạn sẽ đến lồng tiếng? Cái này, vẫn chưa chắc chắn. Đó là nó. Sự tiến bộ tiếp theo của Diêu Gong phụ thuộc vào bạn. Thôi nào cô Giang, tôi lạc quan về bạn. Ông Phu, bà Sen đã lừa dối ông Phu sau đó nhân cơ hội đập đầu rồi lẻn ra ngoài. May mắn thay, ông Phu không có vụ Hoa án Cô Sen cũng đã bị bắt. Đừng buông xuôi về phía Hoa Sen. Một. Ôi. Phó Tổng thống, tôi tin tôi tin Giang CLG sẽ chăm sóc tốt cho bạn. Phó Văn Sơn, vết thương của anh thế nào rồi? Dương Dương, mắng tôi đi. Bạn có thể chửi rủa bao nhiêu tùy thích. Hoặc tôi có thể đi cùng bạn. Được rồi. Đạo diễn cố vừa gọi cho tôi và nói rằng anh ấy có vở kịch mới. Tôi muốn được lồng tiếng bởi Wei Sen. Vậy chúng ta có thể công khai ở bên nhau được không? Bạn muốn trở thành bạn trai của tôi, bạn vẫn cần được kiểm tra. Tại sao? Có rất nhiều lý do tại sao. Tôi là một ngôi sao nữ. Vấn đề tình cảm không nên xem nhẹ tôi vẫn là sao nam người phần sơn thực sự nổi tiếng lợn sợ mạnh mẽ khi bạn trở nên nổi tiếng bạn sẽ trôi đi phải không anh cả bạn không thể chỉ dựa vào tôi để thích bạn cứ bắt nạt tôi như thế này tôi bắt nạt bạn khi nào tôi giống thế này